thì Vân bắt rất là muốn rằng là à các anh chị sẽ được học nhiều từ nhiều người, các anh chị từ nhiều mentor, và mỗi mentor sẽ có những cái sắc thái, có những cái điểm nổi bật, và đâu đó nó sẽ phù hợp cho tất cả các anh chị. Và Vân mong rằng là những cái chia sẻ của Vân hay của cái mentor thì sẽ giúp ích cho các anh chị, là mình sẽ sàng lọc được những cái kiến thức làm sao cho nó phù hợp, đúng không? À, làm sao cho nó phù hợp để mình có thể đưa vào cái quy trình của mình, và từ đó tạo cho mình được những cái khách hàng, những cái khách hàng trọn đời, những cái khách hàng trung thành mà sẽ mang về những cái doanh thu, những cái lợi nhuận ổn định cho mình, được chưa? Vậy thì các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Mình đã chuẩn bị cho mình được là sổ, bút và một nơi mà ngồi yên tĩnh để mình có thể ghi chép lại chưa các anh chị? Nếu mà sẵn sàng rồi thì các anh chị hãy comment với mình là sẵn sàng đi ạ. Mình sẽ đi vào chương trình luôn ha. À, chương trình của chúng ta là hiện tại là đang đang là cháy hết mười mười mấy phút rồi. Rồi, sẵn sàng thì Vân sẽ chia sẻ cái màn hình để mà có thể đồng hành cùng với các anh chị ha. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đi vào cái phần chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Một cái chủ đề mà chắc chắn rằng các anh chị cũng sẽ rất là quan tâm. Với người mới hay là những cái người cũ, khi mà chúng ta đi bán hàng, chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề là làm sao có thể bán được hàng. Khi chúng ta bán được hàng là một chuyện rồi, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta để có thể giữ chân được cái khách hàng đó ở lại với mình, đó là cả một nghệ thuật các anh chị, cả một nghệ thuật. Và khi mà bắt đầu mà Vân tìm ra được một cái hướng cho mình, đó là mình sẽ đi theo đúng cái định hướng của công ty, là làm sao mình có thể bán những cái sản phẩm cho những cái khách hàng mà là những cái khách hàng cũ. Theo các anh chị thì khi mà mình chăm sóc một cái khách hàng cũ với một khách hàng mới, thì các anh chị thấy cái điều nào là cái khách hàng nào mình sẽ dễ chăm sóc hơn ạ? À? Theo các anh chị comment với Vân nha. Theo các anh chị thì khách hàng cũ hay là khách hàng mới chúng ta sẽ dễ chăm sóc hơn ạ? À? Rồi, khách hàng cũ đúng không ạ? À, chính xác các anh chị. À, khách hàng mới mình cũng cần chăm sóc và khách hàng cũ mình cũng cần chăm sóc, nhưng mà với khách hàng cũ mình đã hiểu tính họ rồi và họ đã từng sử dụng sản phẩm của mình rồi, thì đó là một trong những cái mà lợi thế hơn cho cái việc mình chăm sóc họ, mình upsell, mình bán hàng, mình chốt đơn, đúng không ạ? Thì đó cũng chính là một cái câu trả lời, nó cũng là một cái câu trả lời cho chúng ta có thêm những cái lý do chính đáng vì sao chúng ta cần phải tạo ra được những cái khách hàng trung thành và những khách hàng trọn đời, đúng không các anh chị? Còn Vân có những cái trường hợp, những cái khách hàng như thế này nè các anh chị, là Vân bán luôn là vài chục triệu, cả hơn 100 triệu các anh chị, thậm chí luôn là Vân nhớ Vân có một khách hàng đó là chỉ mua 200-300 triệu rồi mà các anh chị, và chưa gặp mặt bao giờ luôn các anh chị, chưa gặp mặt khách hàng đó bao giờ. Chị đó ở thành phố Hồ Chí Minh nè các anh chị, chị đó ở bên Tân Bình, Vân thì ở bên quận 9 các anh chị, mà chưa gặp mặt bao giờ hết, và cứ bán thôi. Và khi mà chị cần cái gì là chị điều ới Vân các anh chị. À, khi mà chị cần cái gì, cái sản phẩm gì đó hay là một cái sản phẩm nào đó mà có người gợi ý cho chị, là chị đã sẽ quay qua hỏi Vân là bên em có cái này không, bên em có cái kia không, bên em có cái sản phẩm này không, bạn của chị đang cần tìm, thậm chí luôn như thế nha các anh chị. Vậy thì Vân sẽ gửi cho các anh chị là sáu cái lý do mà Vân đúc kết trong cái quá trình năm hơn 5 năm mình đi đi kinh doanh các anh chị, đi và bắt đầu đi bán hàng các anh chị, và thực chiến gọi là sát sao với cái mô hình Robby là hơn 3 năm rưỡi. Vậy thì bây giờ các anh chị mình hãy cùng với Vân là mình sẽ phân tích nha. Vì sao lý do vì sao phải tạo ra khách hàng trung thành. Vân được một cái tính nó như thế này nè các anh chị. Nó rất là hay, đó chính là mình trước khi mình làm cái việc gì đó thì mình sẽ cần phải xác định lý do vì sao mình làm cái điều đó. Và mình xác định cái lý do đó mình làm nó không bị tổn hại đến ai, không có làm nguy hại đến ai, và nó cũng không có hại, giống như là nó cũng không có bị ảnh hưởng gì đến ai đó, các anh chị, làm bắt đầu mình có động lực mình làm ha các anh chị ha. Đó chính là một cái tính của mình luôn và một cái thói quen của mình luôn các anh chị, và mình cũng sẽ xác định rằng mình làm những cái điều đó nó có giúp ích gì cho mình hay không. Không biết rằng là trong Zoom của chúng ta có anh chị nào giống cái tính của Vân không ạ? Không biết cái tính này nó có tốt hay là nó xấu các anh chị, nhưng mà mình cũng rất là kỹ và mình cũng sẽ nghiên cứu trước được những cái điều này các anh chị, và từ đó mình sẽ vạch ra
À, khi mà Vân đi theo cái hướng đó đó các anh chị, Vân xác định được là lý do vì sao Vân phải làm điều đó, và mình làm điều đó nó giúp ích gì cho mình và có hại đến ai hay không. Sau cái bắt đầu mình gạch ra rất là nhiều ý, và từ đó đó mình dựa vào những cái lý do đó, và trên cái hành trình mình làm đó các anh chị, nó sẽ gặp những cái thử thách, đúng không ạ? Những cái thử thách mà buộc mình phải vượt qua đó. À thì Vân quay về những cái lý do này, những cái câu trả lời cho những cái lý do đó, bắt đầu mình có thêm động lực các anh chị, có thêm động lực, cho nên là ngày hôm nay mới có Vân ngồi đây các anh chị. Chứ hồi xưa Vân nói thật với các anh chị luôn là bóc máy lên mà gọi tư vấn cho khách hàng run cầm cập, tim muốn nhảy ra ngoài, chứ nói chi là bây giờ là chăm sóc khách hàng trọn đời, tạo ra những cái khách hàng trọn đời của mình. Và một khi những cái khách hàng họ ở lại với mình các anh chị, họ là ở lại với Vân là họ rất là thương Vân các anh chị. Họ thương vì cái tính thật thà của mình, họ thương vì Vân rất là chân thật các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào 6 cái lý do ha. 6 cái lý do này nó đúc kết từ Vân thôi, cho nên rằng là các anh chị hãy xem giúp giùm Vân là nó phù hợp với mình, hoặc là trong quá trình các anh chị làm mà các anh chị đúc kết được hay là rút ra được cái kinh nghiệm á, thì các anh chị có thể note, và sau đó thì có những cái cơ hội mà mình chia sẻ thì mình có thể chia sẻ cho hệ thống của chúng ta được không ạ? Các anh chị có đồng ý không ạ? Nếu như mà mình đồng ý, mình comment với giùm Vân đồng ý ha. Không phải là 6 cái lý do này nó sẽ là hay nhất và nó là chuẩn chỉnh nhất các anh chị, mà nó được đúc kết từ từ cái quá trình mình làm thôi các anh chị, và Vân chia sẻ phù hợp với các anh chị thì các anh chị sẽ tận dụng nha. Rồi ok, cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn mentor 6 sao đã ủng hộ Vân ha. Rồi đầu tiên các anh chị, khi mà Vân nghĩ đến cái việc mình tạo ra được những cái khách hàng trung thành thì Vân sẽ nhớ đến một cái việc, đó là gì? À, mình sẽ có một cái đại sứ thương hiệu các anh chị, họ chính là đại sứ thương hiệu cho mình các anh chị. Ví dụ như bây giờ Vân bán một cái sản phẩm Lina đi, ví dụ như mình bán cái sản phẩm Omega 3 này đi, thì khi Vân sử dụng hiệu quả rồi, Vân chia sẻ cho các khách hàng đó, và họ sử dụng họ Vân chăm sóc họ họ sử dụng Omega 3 tốt, họ bắt đầu là họ sẽ trở thành là người khách hàng trung thành của mình, thì có phải đồng nghĩa là họ chính là người sẽ quảng bá và họ chính là người đại diện cho cái thương hiệu Lina không? Họ đi đến đâu họ cũng sẽ khen cái sản phẩm của mình, họ đi đến đâu họ cũng sẽ quảng cáo sản phẩm của mình giùm cho mình các anh chị, đúng chưa ạ? À, thì đó chính là một trong những cái mà Vân sẽ xác định đó, họ chính là những cái đại sứ thương hiệu của mình các anh chị. Vì sao? Các anh chị thấy ở ngoài kia những cái nhãn hàng họ phải đi thuê những cái KOL, họ phải thuê những cái người mẫu hoặc là gì ạ, những beauty blogger để làm đại sứ thương hiệu cho họ, mà phải trả tiền, phải tốn tiền đúng không các anh chị? Nhưng ở đây mình có tốn không ạ? Tại vì họ dùng tốt, họ sẽ tự đi quảng cáo và họ sẽ tự đi chia sẻ giùm cho mình luôn các anh chị. Các anh chị hãy tin cái điều đó. Tại vì Vân tin chắc rằng trong cái Zoom của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ có rất nhiều anh chị đã có trường hợp này. Anh chị nào đã từng được khách hàng giới thiệu cho khách hàng và chia sẻ giùm cho sản phẩm của mình, comment với giùm Vân là tôi đi các anh chị. Ha, và những cái đại sứ thương hiệu này họ quảng cáo giùm mình nó còn uy tín hơn các anh chị, nó còn uy tín hơn mình rất nhiều các anh chị, được chưa? Rồi tiếp theo các anh chị, và họ cũng chính là người sẽ tái tiêu dùng, họ chính là người sẽ mua nhiều lần của mình khi họ sử dụng một cái sản phẩm đã tốt rồi. Ví dụ nha, bây giờ Vân nói là Vân sẽ bán cho chị đó là Super Omega 3, cũng là của Lina, thì khi chị đã dùng một sản phẩm này hiệu quả thì Vân sẽ giới thiệu tiếp cái sản phẩm keo ong của bên Lina tiếp, và Vân chỉ cần nói với chị đó một cái câu thôi: chị ơi, em bên Lina của New Zealand mới vừa về cái keo ong cũng là cùng nhãn hàng của Lina luôn, cũng của là đất nước New Zealand luôn, thì ngay lập tức khách hàng đó sẽ đồng ý và mua liền các anh chị, mua liền. Và khi họ dùng được, họ dùng trong cái quá trình họ dùng, họ trải nghiệm, họ cải thiện được cái vấn đề của họ, thì những cái tháng tiếp theo họ sẽ mua 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 tái tiêu dùng và tái tái mua lại các anh chị. Có phải là khi họ tái mua lại như vậy thì họ sẽ tiếp tục duy trì mua từ tháng này qua tháng nọ, và chưa dừng ở đó, chúng ta có thể bán được những cái sản phẩm khác nữa các anh chị, đúng không? Trên kệ hàng của mình là bao nhiêu sản phẩm, trên kệ hàng của mình là bao nhiêu những cái sản phẩm có giải đáp được nhu cầu trong cái đời sống của một cá nhân không các anh chị? Có rất nhiều luôn các anh chị, không chỉ có không mà là rất nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ còn bán nhiều nhiều và rất nhiều các anh chị, rất nhiều một sản phẩm. Vì sao Vân có thể bán là vài chục triệu,
cả trăm triệu một cái sản phẩm cho một khách hàng các anh chị. Bởi vì thì minh chứng một điều là khi khách hàng trung thành họ sẽ mua rất rất nhiều lần. Họ mua sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm C và sản phẩm phẩm D, rất nhiều sản phẩm của trên kệ hàng của chúng ta đúng không? Ha. Rồi, yếu tố thứ ba, cái lý do thứ ba vì sao chúng ta cần phải tạo ra được những khách hàng trung thành, đó chính là gì các anh chị? Họ chính là những cái feedback trung thực nhất và chất lượng nhất các anh chị. Vâng, nói thật luôn các anh chị, đôi khi những cái feedback của mình, những cái câu chia sẻ của mình, những cái bài chia sẻ của mình, nó sẽ không đủ đô bằng cái feedback của khách hàng. Cái cuộc trò chuyện của mình nói với khách hàng, cái cuộc trò chuyện nhắn cái cuộc nhắn tin của mình với khách hàng, và khách hàng cho mình những cái phản hồi là em ơi, omega 3 dùng nó cảm thấy là chị cảm thấy là đỡ mỏi mắt lắm em, chỉ sau 1 tuần hay là 2 tuần hay là bao nhiêu ngày đó chị thấy rằng là mắt của chị nó đỡ mỏi hơn các bạn. Vậy thì so với cái việc là mình nói là em dùng 10 ngày là em cảm thấy đỡ nhem mắt với khách hàng, với cái tin nhắn của khách hàng, thì liệu rằng các anh chị nghĩ khách hàng sẽ tin ai hơn? Họ sẽ cảm thấy là họ đặt niềm tin vào tin nhắn nào hơn các anh chị? À, đó là khách hàng đúng không ạ? Họ là thấy có một bên thứ ba, họ phản hồi cho mình. Thậm chí luôn là rất nhiều những cái khách hàng bên thứ tư, bên thứ năm, thứ sáu gì. Chúng ta sẽ nhận được những cái feedback của khách hàng. Họ chính là những cái người là người tiêu dùng, họ đứng ở phía ngoài, họ nhận xét về sản phẩm của mình các anh chị. Nó sẽ là trung thực và nó sẽ là một những cái phản hồi chất lượng nhất luôn các anh chị. Đôi khi mình gửi những cái feedback của mình thì họ sẽ nói là cái đó là do em dùng và em bán cho nên em mới nói như vậy. Cho nên là đôi khi là họ sẽ không đặt niềm tin 100% đâu. Nhưng nếu như là feedback của một cái khách hàng nào đó, một cái người xa lạ nào đó, thì chúng ta sẽ tạo được cái niềm tin với khách hàng cao hơn, được chưa? Rồi, lý do thứ tư các anh chị. Lý do thứ tư ở đây là gì? Cái độ cạnh tranh đó các anh chị, nó sẽ được giảm giảm dần các anh chị. Nó sẽ không còn câu nói là em ơi, giá sản phẩm của em nó cao quá, giá sản phẩm của em sao nó nhỉnh hơn thị trường quá, sản phẩm của em mắc quá. Chúng ta thường hay nghe câu này khi mà khách hàng họ nghe mình báo giá đúng không ạ? Ai mà đi bán hàng mà không nghe câu này thì Vân nói rằng là chắc là cũng không có đi chia sẻ nhiều đâu. Hay là chúng ta cũng chưa đi bán hàng đâu các anh chị. Chứ nếu thật sự chúng ta là một người đi bán hàng nhiều và chúng ta gọi đi chia sẻ nhiều, thì Vân nói thật với các anh chị luôn là nhận cái câu phản hồi về giá cực kỳ nhiều. Nhiều nhất trong tất cả những lý do luôn các anh chị, đúng không? Thì vậy thì khi chúng ta đi tư vấn cho một cái khách hàng lạ, một cái khách hàng mới, chúng ta cần phải chinh phục về cái việc đó là phải xử lý về cái việc là giá khi chúng ta báo giá cho họ. Nhưng với những cái người khách hàng cũ, những cái khách hàng trung thành các anh chị, họ quen rồi, mình chăm sóc họ tốt rồi, cái dịch vụ của mình cho họ tốt rồi, thì minh chứng rằng một điều là họ đã tin tưởng mình rồi, và khi mình nói giá với họ, họ sẽ không còn kỳ kèo về cái việc giá nữa, và họ cũng sẽ không còn nói những cái câu mà nãy giờ Vân có nói với các anh chị là sao sản phẩm giá cao quá em, mắc tiền quá em, chị thấy sản phẩm bên kia thấp hơn, đúng không ạ? Cái việc mà nó sự so sánh và cái sự cạnh tranh về giá so với những cái sản phẩm cùng loại á, nó sẽ được giảm dần xuống các anh chị. Vì họ hiểu rằng là khi họ trở thành khách hàng trung thành rồi, họ hiểu rằng là mình đưa cho họ những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm chất lượng và những cái sản phẩm nó phù hợp với họ. Giống như là Vân nhớ có một cái chị bên quận 2, Vân gọi là chị chứ thật ra là Vân phải kêu bằng cô tại vì gần bằng tuổi mẹ Vân rồi. Thì chị có nói như thế này là Vân Vân với anh xã Vân qua 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 nhà chị đó để làm da và anh xã Vân sửa cái nồi chiên không dầu cho chị á. Các anh chị biết không ạ? Chị mới nói với anh xã Vân như vậy nè. Vân mà giới thiệu cho chị sản phẩm gì là chị tin và chị mua, không có cần phải giá viết gì hết. Đó. Chị đó nói một câu, tự nhiên chị đó lại nói với anh xã Vân một câu như thế. Và chị đó là mua vài chục triệu của Vân rồi các anh chị. Mua vài chục triệu rồi.
À, và chị đó nói một câu mà mình nghe thật sự luôn mát lòng vô cùng đó anh chị. Không biết rằng là chị sẽ ở với Vân bao nhiêu lâu, nhưng mà là gì, à nhưng mà chị đó nói một câu như thế, mình cảm thấy là mình vô cùng hạnh phúc đó anh chị. Chứng tỏ rằng là mình đang chăm sóc chị này rất là tốt, họ mới có thể tự tin và họ mở lời một nói một câu. Họ đáng tuổi mẹ của mình nhưng mà họ vẫn có đặt niềm tin với mình, họ mở ra, họ họ mở lời, họ nói một cái câu mà mình nghe mát ruột vô cùng. Các anh chị nghe đúng không ạ? Nghe xong cái là thôi là coi như là không có đói cũng hết đói nữa các anh chị, có đói cũng hết đói, mà có mệt đi chăng nữa cũng sẽ hết mệt các anh chị. Vì chị rất là tin tưởng Vân nha, chị nói luôn là em mà nói cái sản phẩm gì là chị tin cái sản phẩm đó. Các anh chị biết lý do tại sao mà Vân 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 tạo được cái niềm tin với cái chị đó như vậy không? Mặc dù chị rất giàu ở quận 2 á các anh chị, nếu như các anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh các anh chị sẽ biết là khu Trần Não ven ven sông đó, là chị có một cái căn mà gọi là cái nhà của chị là một cái khu biệt thự biệt lập ở phía phía gần ngay cái bờ sông luôn các anh chị. Và cái nhà của cái khu biệt thự của chị rất là rộng, cho nên nói chung là Vân thấy là phải tầm là mấy trăm mét vuông ở thành phố Hồ Chí Minh, mà mấy trăm mét vuông là các anh chị biết là cái độ giàu như thế nào rồi các anh chị. Và cho nước ngoài thuê không thôi nha, xây mà kiểu là xây xây căn xây khi xây khu biệt thự mà kiểu phòng mà gọi là cho nước ngoài thuê chứ không có cho người Việt Nam thuê luôn các anh chị. Mà họ lại đặt niềm tin vào Vân, đâu có phải là một cái người có địa vị xã hội đâu các anh chị. Vân chỉ là xuất phát từ một cái người mà gọi là một cô giáo mầm non, mình cũng không phải là một cái có một cái vị trí cấp bậc nào, nhưng mà mình để mình có được niềm tin của khách hàng, mình chăm sóc họ, họ ở với mình trọn đời. Vừa đi Mỹ về cái là kêu Vân qua làm gia liền các anh chị. Mặc dù là trước khi mà Vân trò chuyện với chị đó là chị có nói với Vân là chị đi spa đồ này nọ, qua spa quen luôn cả cô Nguyễn Phương Hằng luôn nha các anh chị nha. Bữa đó mình mới biết rằng cô là bạn của cô Nguyễn Phương Hằng. À, thấy các anh chị thấy không ạ? Vui không ạ? Hạnh phúc không ạ? Nếu như mình có được những cái khách hàng đó, Vân tin rằng là họ sẽ không bao giờ bỏ các anh chị đâu, được không ạ? Rồi tiếp tục cái lý do thứ năm các anh chị, chi phí mà để mà chúng ta bỏ ra để chúng ta đầu tư nó cũng sẽ thấp các anh chị, từ chi phí và thời gian luôn nha các anh chị, thậm chí là chi phí và thời gian các anh chị. Thay vì bây giờ nếu như các anh chị bỏ ra để mà các anh chị tìm một khách hàng mới, nó có nhiều kênh lắm, nó có nhiều kênh để các anh chị có thể tìm ra những cái khách hàng mới, so với cái việc là chúng ta chăm sóc những khách hàng trung thành này. À, lâu lâu chúng ta có thể tặng quà cho những khách hàng trung thành này. À, chứ không phải là chúng ta phải bỏ ra một chi phí nào đó. Nếu chúng ta chạy quảng cáo thì Vân xua với các anh chị bây giờ là phải mấy trăm nghìn một data, và chưa chắc rằng là các anh chị sẽ chốt được họ đâu. Theo nếu là đúng tính luôn chỉ số CAC đó các anh chị, là nếu mà các anh chị 10 data mà các anh chị chốt được một người, một data 200 nghìn thôi là các anh chị phải phải bỏ 2 triệu cho một khách hàng. Các anh chị thấy không? Chi phí CAC đó. À, thì lúc đó các anh chị sẽ thấy rằng là với một data mà các anh chị sẽ chạy quảng cáo nó rất là mắc. Vậy thì các anh chị lên những cái group, những cái mạng, các anh chị tìm những cái khách hàng thì các anh chị sẽ mất bao nhiêu lâu và mất bao nhiêu công sức để tìm ra được một khách hàng các anh chị? À, rất là mất thời gian đúng không? Chưa biết rằng là nó sẽ ra kết quả khi nào. Thậm chí bây giờ chúng ta đi cà phê, chúng ta lân la, chúng ta tiếp xúc. Đây, Vân là Vân 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 đang ở khu Vin thì anh xã của Vân là đang chơi tennis các anh chị. Và các anh chị biết không, tổng cái chi phí mà Vân đầu tư cho anh xã Vân để đi chơi tennis tới bây giờ là Vân không biết là bao nhiêu tiền. Chưa nói về thời gian, quỹ thời gian rồi quỹ cà phê, giao lưu, ăn uống, nhậu nhẹt các anh chị. Nói cái vợt không mà đã 4 triệu vợt tennis rồi các anh chị, gọi là vợt thường thôi nha, 4 triệu rồi. Chứ chưa nói rằng là chi phí đi học rồi quần áo rồi nọ các anh chị. Các anh chị thấy không? Để mà ra được những cái khách hàng mà nếu như chúng ta tìm những khách hàng lạ và cứ liên tục như vậy thì chi phí nó rất là cao. Nhưng với khách hàng trung thành thì sao các anh chị? À, lâu lâu chúng ta sẽ gửi một cái, à, họ sẽ không cần quà của mình đâu, Vân nói thật, họ không cần quà của mình đâu. Họ sẽ cần tấm lòng của mình. Ví dụ như lâu lâu mình sẽ mang cho họ một ít trái cây. Vân ở quê á, à, thì cái chị mà ở ở bên quận 2 hồi nãy Vân kể các anh chị là cái đợt mà Vân về quê á, là Vân đặt nguyên một bao cam, nguyên một bao cam các anh chị, mà cam ở nhà anh rể Vân, anh rể của chồng chồng Vân á, chồng nó rất là rẻ luôn các anh chị, nó có khoảng tầm là mười mấy nghìn một ký thôi các anh chị, thì tính ra là một chục ký thì nó cũng đâu có bao nhiêu tiền đâu đúng không ạ?
đỉnh điểm là cam 25.000 ký thì 1 chục ký nó cũng chỉ có là 250 thôi các anh chị. Nó chỉ có cái công đó là ship lên và giao qua, giao chở giao qua thôi. Nhưng mà họ quý ở đó, họ không phải nghĩ vì cái số tiền là 250 mà họ quý vì tình cảm của mình dành cho họ, và họ sẽ trả lại cho mình bằng những cái đơn hàng các anh chị. Vậy thì các anh chị có thấy cái chi phí nó rất là thấp không các anh chị? Mà đâu phải là ngày nào hay tháng nào mình cũng tặng đâu, lễ Tết gì đó thì Vân mới tặng, hoặc thậm chí luôn là Tết thì mình mới đặt quà mình tặng thôi các anh chị. À, còn thường bình thường lễ hay ngày lễ, ví dụ 8 tháng 3 hay gì đó, mình cũng chỉ là gửi những cái lời chúc, vậy là họ cũng đã vui rồi các anh chị. Thì chúng ta thấy rằng là cái chi phí nào nó sẽ thấp hơn. À, có phải rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là chi phí cho một cái khách hàng trung thành nó sẽ thấp hơn so với cái việc là chúng ta đi đi tìm những cái khách hàng mới đúng không ạ? À, rồi, ok. Ha, các anh chị nhớ note lại những cái này nha. Và cuối cùng các anh chị, và cuối cùng đó chính là nó sẽ gia tăng được những cái khách hàng tiềm năng cho mình. Tại sao các anh chị? Tại sao nó lại gia tăng được những cái khách hàng tiềm năng cho mình? Vì vì khi mà cái khách hàng trung thành đó họ sử dụng hiệu quả rồi, họ đi bền vững với mình rồi, thì họ sẽ giới thiệu cho mình nhiều khách hàng khác các anh chị. Và những cái khách hàng mà được giới thiệu á, có nhiều cái yếu tố mà Vân sẽ nói với các anh chị, nó sẽ gia tăng được những cái khách hàng tiềm năng. Thứ nhất là họ chơi với nhau, họ sẽ có niềm tin với cái người khách hàng trung thành của mình. Họ sẽ cái tiếng nói của những cái khách hàng trung thành của mình nó sẽ có giá trị hơn mình rất là nhiều. Cái thứ hai nữa đó các anh chị, được với Vân nha, những cái khách hàng mà được giới thiệu á không bao giờ mà nó bị rớt nha các anh chị. Không bao giờ nó bị rớt. Nếu như các anh chị để rớt, đó chính là lỗi của các anh chị. Các anh chị không làm tốt cái khâu mà các anh chị chia sẻ và các anh chị chốt đơn nha. Nếu như các anh chị được giới thiệu khách hàng mà các anh chị để rớt những cái khách hàng đó, và các anh chị không chốt được đơn hàng, thì các anh chị phải xác định rằng đó chính là lỗi của mình, không có phải là lỗi của khách hàng đâu. Tại sao? Tại vì họ đã tin bạn của họ, họ đã được nhận được những cái phản hồi từ cái việc cải thiện hay là cảm nhận có hiệu quả từ sản phẩm rồi, mà họ mới để lại thông tin và họ mới nhờ mình tư vấn, họ mới kết nối cho mình để mình tư vấn cho người đó. Vậy mà tại sao mình lại không chốt được? Thì đó chính là lỗi của mình. Thì lỗi ở đâu thì các anh chị cũng phải tự tìm. Nó là do cái cách chăm tư vấn của mình, cái cách chốt đơn của mình, hay là cái kiến thức của mình chưa đủ để mình có thể giải quyết được cái vấn đề của họ. Vậy thì mình phải tìm được lỗi và mình đi học nha. Rồi, ok chưa? Rồi, thêm cái nữa. Nó cũng sẽ gia tăng được cái khách hàng tiềm năng ở đây là gì? Họ sẽ giống như là cái chị bạn của cái chị mà hồi nãy Vân nói ở quận 2. Thì chị mới nói với Vân như thế này nè. À, em chăm sóc da cho chị sẽ nếu như mà ok là chị giới thiệu cho em nhiều bạn của chị lắm. Thì các anh chị biết rồi, cái tầm của chị đó thì là những cái người cũng sẽ tầm tầm đó luôn các anh chị. Và khi họ 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 sẽ không còn so sánh về vấn đề đề giá giống y hệt giống như là hồi nãy Vân nói cái lý do thứ tư. Khi họ biết được cái người khách hàng trung thành này giới thiệu rồi, và họ cho luôn cái dịch vụ rồi, thì lúc này nè họ sẽ hoàn toàn tin tưởng vào mình, họ sẽ hoàn toàn tin tưởng vào mình để mình có thể tư vấn, mình có thể chăm sóc mà họ, mình có thể phục vụ họ, mà họ cũng sẽ không còn đắn đo về vấn đề đề giá, tại vì bạn của họ đang sử dụng. Hoặc là nếu như họ có so sánh đi chăng nữa thì mình cũng sẽ lấy người khách hàng trung thành này ra mà mình đưa một cái minh chứng sống cho cái người bạn của chị đó thấy. Ví dụ như họ nói là ồ vậy hả, em liệu trình như vậy hả, nhiều tiền hay là như thế nào đúng không, thì mình sẽ nói là dạ ở đây thì thường thì Vân sẽ xử lý như thế này luôn nè các anh chị. Vân sẽ nói luôn là chị cái này thì em cũng rất là thật luôn, là tại vì chị là bạn chỗ chị Hồng cho nên là em tư vấn rất là thật, và chị cũng biết rằng là chị Hồng giới thiệu cho chị thì chị Hồng cũng đã sử dụng, và chị Hồng cũng là một người có trải nghiệm có hiệu quả rồi, nên là em mới nghĩ là chị Hồng mới giới thiệu cho chị, thì em cũng là tư vấn giống y hệt như vậy thôi, không có vẽ vời và cũng không có gì. Nói chung là Vân sẽ dùng hết tất cả những cái sự chân thật để mình có thể chăm sóc những cái khách hàng, thì họ cũng sẽ trở thành những cái khách hàng trung thành của mình thôi các anh chị. Những cái người bạn đó cũng sẽ trở thành những cái khách hàng trung thành của mình thôi. Và Vân cũng đã tạo ra được những cái khách hàng trung thành từ cái việc là bạn giới thiệu qua bạn luôn các anh chị. Được chưa? Rồi. Ok chưa? 6 cái lý do này
mình đã chuẩn hết chưa ạ? À? Mình đã note lại được hết chưa ạ à, các anh chị? À cái chỗ này mình rõ hết chưa? Mình ok, mình comment với Đường Vân là mình ok đi các anh chị. À hiện tại là Vân thấy âm thanh vẫn đang, các anh chị đang nghe rất là ok mà. À các anh chị giờ mình nào mình không nghe được thì mình kiểm tra lại đường truyền của mình với Đường Vân nha. Rồi, ok. Cảm ơn tất cả các anh chị nha. Mình thấy ok rồi ha. Có gì à? Ok con về. Rồi, tiếp tục các anh, tiếp tục. Mình sẽ qua thêm một cái này. Vân sẽ dành tặng cho các anh chị bốn cái cấp độ, bốn cái cấp độ các anh chị, bốn cái cấp độ để mình xác định được những cái khách hàng trung thành của mình, các cấp độ trung thành của khách hàng các anh chị. Khi mà chúng ta muốn nắm bắt được tâm lý của khách hàng thì chúng ta cũng phải biết được khách hàng của mình họ ở cái cấp độ nè, và để mà mình có thể làm sao giúp cho họ giải quyết được cho họ, và mình tăng dần những cái cấp độ ha, tăng dần những cấp độ này lên. Và nếu như các anh chị làm tốt cái điều này là các anh chị sẽ tạo ra nhiều khách hàng trung thành cho mình đó. Và chỉ cần các anh chị theo đúng luôn một cái bước trong 7 bước thành công, đó là tạo ra 20 khách hàng trung thành cho mình thôi. Một tháng mỗi một khách hàng cho mình 1 triệu thôi các anh chị, là 20 người mình sẽ có 20 triệu đúng không ạ? 20 triệu hoa hồng mình là 30%, thì chúng ta có bao nhiêu tiền rồi? Chúng ta có bao nhiêu tiền các anh chị? 6 triệu đúng không ạ? 6 triệu bằng lương giáo viên hồi xưa Vân đi dạy 5 6 năm trời các anh chị. Trời ơi, làm giáo viên mầm non rất cực các anh chị ạ. các anh chị nào mà biết rồi đúng không? Có con thì sẽ hiểu. Đó, mình thấy rõ ràng là nếu như chúng ta có được những cái khách hàng trung thành, chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng trong cái việc bán hàng các anh chị. Rất là nhẹ nhàng. Vậy thì để chúng ta có thể làm sao chuyển hóa họ trở thành những cái khách hàng mà gọi là trung thành, mà trọn đời không bao giờ bỏ mình đi á, đó mới là một một cái điều mà chúng ta cần phải hướng đến các anh chị. Rồi ok ha. Nhưng mà bây giờ mình trước khi mình đi ngoài chút xíu, các anh chị có nhớ là cái bước thứ mấy trong 7 bước thành công để tạo 20 khách hàng trung thành không? Mình test một chút xíu. Những anh chị mới mà mình không biết đó, thì mình comment là không biết. Còn những anh chị cũ là cái này là test những anh chị cũ nè. Anh chị có biết là bước thứ mấy trong 7 bước thành công không? Các anh chị comment với Vân nha. Với các anh chị mentor là không comment nha. Các chị mentor mà bây giờ mà không biết nữa là phải coi lại đó. Rồi, các anh chị người mới là không biết đúng không ạ? Những ai mà không biết là những cái người mới á, thì ngay lập tức giúp giùm Vân là gì? Nhờ cái người hỗ trợ cho mình, gửi cho mình 7 bước thành công bí mật cho các anh chị, đó chính là kim chỉ nam, đó chính là một cái công thức mà luôn luôn được Vân bỏ túi các anh chị. Nó giúp cho mình rất là nhiều trọn đời trong cái công việc kinh doanh này luôn ha các anh chị nha. Rồi ok. Bước thứ năm, bước thứ bảy, bước thứ tư. Nhiều thế, nhiều con số thế. 4 5 7 5 5 1. Trời ơi, chết rồi. Chết rồi. Các anh chị nào mà comment số 1, số 4, số 7, ngay lập tức đi tìm 7 bước thành công lại giúp giùm Vân nha. Đó chính là bước thứ năm các anh chị, bước thứ năm trong 7 bước thành công nha. Khi các anh chị hoàn thành được cái bước thứ tư thì mình sẽ làm sao hoàn thành thêm cái bước thứ năm. Vậy thì khi chúng ta đã hoàn tất được bước thứ năm rồi thì chúc mừng tất cả các anh chị, mình đã coi như là dần ổn định trong cái việc bán hàng ha, và chúng ta sẽ bước qua một trang mới. Vậy thì trang mới đó như thế nào thì tìm cái người mentor các anh chị nha, tại nó không đúng chủ đề trong ngày hôm nay. Rồi ok, vậy bây giờ mình sẽ quay lại, nãy giờ mình đang vui vui chút xíu ha, bây giờ mình quay lại tiếp tục các anh chị. Bốn cái cấp độ trung thành của một khách hàng nó sẽ rất hữu ích cho các anh chị, và các anh chị qua cái phần này các anh chị sẽ tự đánh giá cho mình một xem coi là mình đang ở mức độ nào nha các anh chị nha, mình đang ở mức độ nào. Rồi đây, đây là cấp độ đầu tiên, đáp ứng cái nhu cầu cơ bản của khách hàng. Đó chính là một cái bước mà tối thiểu của một cái người tư vấn viên. Đó là chúng ta phải hài hòa với cái việc chúng ta phải hài hòa với khách hàng. Đó chính là thái độ của chúng ta, cái cư xử của chúng ta các anh chị. Và chúng ta sẽ cho họ thấy được cái sự chuyên nghiệp, ví dụ như là giá cả, chúng ta cho họ những cái lộ trình làm sao cho nó phù hợp. Nếu như ở cái cấp độ này mà các anh chị mà không thể nào cho khách hàng nhận thấy được để mà họ lựa chọn các anh chị, thì họ sẽ ngay lập tức đi chọn những cái dịch vụ khác.
Không biết rằng các anh chị có từng được nhiều bên gọi điện thoại không các anh chị? Hồi xưa khi mà Vân 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 điện thoại của Vân, cái số điện thoại cá nhân của Vân là không bao giờ Vân nghe máy, tại vì Vân các anh chị biết lý do tại sao mà? Tại vì á cái số đó Vân chỉ dành cho gia đình thôi. À sau này khi mà Vân Vân bắt đầu Vân làm với Robby thì có rất nhiều nhãn hàng gọi và mình đã mất rất là nhiều thông tin, tại vì mình không có nghe. Mình thàn mà thấy số lạ là mình không nghe, sau này bắt đầu mới nghe. Thì có nhiều bên là cái gì ạ, tài chính bảo hiểm rồi bên bất động sản gọi rất là nhiều, và mỗi một cái bạn gọi như vậy các anh chị, để mà mình có thể xua tan đi cái sự phiền phức đó thì mình tìm cái thú vui cho mình bằng cách là mỗi lần Vân nghe như thế thì Vân sẽ giống như là mình cũng sẽ trải nghiệm các anh chị cái cách tư vấn của các bạn chuyên viên đó, tại vì mình cũng là một một cái người bán hàng, mình cũng là một cái người tư vấn viên các anh chị. Thì mình test có nhiều bạn là vui lắm các anh chị, gọi đến các anh chị biết làm gì mà để im đó 2 3 giây, hai ba 4 giây gì đó, không nói một tiếng nào hết các anh chị. Xong rồi bắt đầu là gì, Vân alo alo cái bắt đầu là một hồi mới nói lên. À đó là một trường hợp nha các anh chị, là coi như là mất điểm nha các anh chị, các anh chị né những cái trường hợp đó với Vân. Cái thứ hai nữa các anh chị, đang là gì, đang nói chuyện, đang gọi cho khách mà nói chuyện các anh chị, nói chuyện nhoi bên kia giỡn, xong bắt đầu mình bóc máy, đâu có biết khách hàng bóc máy là khi lúc nào đâu, vừa mới bóc máy lên cái bắt đầu nghe bên cười hú hú, trời ơi chát lỗ tai luôn các anh chị. Đó đó là những cái trường hợp mà mình cảm thấy nó mất điểm vô cùng luôn các anh chị. Rồi chưa chưa nữa chưa nữa đây bắt đầu đi sâu vô nè các anh chị, thái độ cọc cằn. Alo chị Vân phải không ạ? Trời ơi theo các anh chị có đủ mà gọi là thiện cảm để với những cái bạn đó không? À thế rồi Vân bắt đầu trạng thái lại, sao em có gì không em? Cái gì mà những cái buổi là mình quạo có gì không em, là mình cũng sẽ trạng thái lại cho bạn, để không biết rằng bạn có biết được cái vấn đề đó là nó không có đẹp với các khách hàng hay không. À tại vì mình cũng là một cái người tư vấn viên cho nên là mình cũng sẽ thông cảm, nhưng mà có những điều mình không thể thông cảm được các anh chị. Nếu như mà các anh chị mà vẫn không có được những cái điều cơ bản này, và chúng ta không tạo được thiện cảm với khách hàng do cái thái độ của mình, thì sure rằng các anh chị sẽ không bao giờ giỏi được trong cái việc đó là tạo ra được những khách hàng trung thành cho mình ha các anh chị ha. Hồi xưa Vân cũng không biết đâu các anh chị, nhưng mà mình phải nhớ rằng là khách hàng á họ chính là người tạo ra những cái nguồn thu nhập cho mình. À sẽ có những cái chủ đề, chắc chắn rằng là sẽ có những cái chủ đề nó nói về những cái quan niệm này cho các anh chị ha, nhưng mà hẹn vào một cái dịp nào đó nha các anh chị nha. Rồi thì các anh chị nhớ nè, đây chính là cấp độ cơ bản nhất và cấp độ thấp nhất mà các anh chị phải làm được nếu như các anh chị muốn đi bán hàng, được không ạ? À? Nhớ nha, không là họ sẽ bỏ các anh chị đi mất tiêu á, đừng mong mà bán được hàng chứ nói gì mà tạo ra khách hàng trung thành. Rồi qua cái cấp độ thứ hai nè các anh chị, đó là mình làm cho khách hàng hài lòng. Hài lòng các anh chị, đó là mình sẽ giải tỏa được cái nhu cầu, cái việc mà họ đang cần cần giải quyết cái vấn đề của họ, giúp cho khách hàng có cảm xúc hơn với sự khác biệt và nổi bật, chứ không chỉ là vui vẻ nữa. Cái cấp độ đầu đó chính là cái trạng thái vui vẻ của họ đón nhận mình. Nhưng mà cái bước thứ hai nè, mình tăng lên một chút xíu nữa các anh chị, mình tăng lên cái level của mình, tăng lên một chút xíu nữa, đó chính là gì các anh chị, mình sẽ giúp cho họ cảm thấy hài lòng. Họ cảm thấy hài lòng, họ sẽ cảm thấy là có sự khác biệt nào đó, họ sẽ cảm thấy là mình có một cái gì đó giúp cho họ, giống như là mình ấn tượng với họ, có một cái cảm xúc gì khi mà họ 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 mình liên hệ với họ, mình chăm sóc cho họ. Bằng cách là các anh chị có thể đồng cảm, các anh chị cũng có thể lắng nghe họ, được không ạ? Thì lúc đó là gì, lúc đó chúng ta sẽ chạm được cái trái tim của họ các anh chị, chúng ta sẽ chạm được cái cảm xúc của họ, thì họ sẽ hài lòng về cái dịch vụ của mình, họ sẽ hài lòng lần thứ nhất, và những cái lần thứ hai, lần thứ ba chúng ta còn cơ hội để chúng ta tiếp cận với họ, chúng ta trò chuyện với họ, chúng ta gì ạ, chúng ta tám với họ và chúng ta khai thác được nhiều những cái nhu cầu khác của họ nữa các anh chị. Đây chỉ là cái cấp độ mà chúng ta đang làm hài lòng khách hàng thôi các anh chị, nó là chỉ là vừa vừa. Đây bắt đầu là cao hơn chút xíu nè, là mức độ cấp độ thứ thứ ba, là vượt qua kỳ vọng của khách hàng luôn các anh chị.
vượt qua kỳ vọng của khách hàng. Đó chính là gì? Ví dụ bây giờ trường hợp đi, khi mà chúng ta nói về cái sản phẩm omega 3 đi, thì nó sẽ có tính năng nó là hỗ trợ về mắt, về não, về 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 tim mạch, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái vấn đề khác nữa các anh chị, có nhiều cái hiệu cái hiệu quả khác nữa. Nhưng mà bây giờ Vân nói về một cái vấn đề về mắt đi. Cơ bản là đôi khi chúng ta sẽ hiểu rằng một điều đó là cái omega 3 nó sẽ không có cái cảm nhận nhanh các anh chị, không có cảm nhận nha. Nó sẽ cần một thời gian. Nhưng mà khi mà khách hàng họ dùng khoảng tầm là 1 tuần hay 10 ngày trước cái mong đợi của họ, trước cái kỳ vọng của họ, là họ nghĩ là phải dùng ít gì cũng phải 2 tuần hay đến 1 tháng thì mình mới cảm nhận được. Nhưng mà họ dùng có mới 1 tuần hoặc 10 ngày là họ thấy mắt của họ đỡ mỏi, họ thấy mắt họ đỡ chèm nhem, hoặc là họ cảm thấy rằng là họ khỏe hơn, da của họ đẹp hơn các anh chị. Có phải là vượt cái kỳ vọng của họ, mình lúc này mình sẽ xây dựng được một cái vị trí gì trong lòng của khách hàng, và khách hàng sẽ không chờ đến cái khâu là mình nhắn tin mình xin feedback nữa các anh chị, mà họ chính là người sẽ phản hồi lại cho mình luôn. Các anh chị có từng gặp những cái trường hợp là khách hàng chủ động nhắn tin cho các anh chị và nói em ơi dạo này tự nhiên sáng nay chị ngủ dậy chị thấy cái da của chị á nó mướt hơn em, mà chị dùng mới có 10 ngày về cái viên cấp ẩm, chị mới dùng có khoảng tầm 1 tuần cái viên cái viên cấp ẩm của bên em. Hoặc là gì, sau một buổi tối họ dùng cái viên cấp ẩm xong, sáng ngày mai họ thấy cái da của họ mướt quá, họ nhắn tin cho mình liền. Đó chính là vượt qua cái kỳ vọng của họ các anh chị. Nó không còn nằm ở cái việc đó chỉ là giải quyết cái nhu cầu của họ không, mà nó sẽ giải đáp được một cái gọi là vượt mức mong muốn của họ các anh chị. Thì lúc này nè, họ sẽ mình coi như là mình đang có một cái vị trí gì gọi là mình đã xây dựng được một cái vị trí gọi là nhất định trong cái tâm trí của khách hàng. Các anh chị biết không ạ? Và lúc đó nè, sau này khi mà những cái lần sau các anh chị chăm sóc, các anh chị thuyết phục họ, các anh chị tư vấn cho họ, các anh chị đề những cái giải pháp cho họ, thì họ sẽ nghe theo mình rất là gì ạ? Rất là gọi là vân 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 dùng một cái từ đó gọi là họ họ rất là tin mình, và họ sẽ đặt trọn cái niềm tin với mình các anh chị, được chưa? Đó là các anh chị đã giỏi rồi đó. Và cái cấp độ thứ tư là cái gọi trên tuyệt vời luôn, là các anh chị phải làm sao cho khách hàng họ phải bất ngờ và họ phải wow lên các anh. Họ phải wow lên. Họ sẽ chính là những cái người mà họ sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất, và họ chỉ nhớ đến cái dịch vụ của mình. Và dịch vụ của bạn chính là duy nhất đối với chị. Dịch vụ của em chính là duy nhất với các chị. Các anh chị biết không, hồi hồi trước Vân hay làm một cái Vân hay có một cái như thế này nè các anh chị. Đó là khi họ đặt đơn hàng thứ hai á, hoặc là trong cái đơn hàng thứ nhất đó các anh chị, là Vân sẽ gì? Vân sẽ không chỉ là sản phẩm của họ thôi, mà Vân sẽ kèm theo một miếng mặt nạ, hay là kèm thêm một cái sản phẩm gì đó, ví dụ như là mì rau củ, nó sẽ liên quan đến một cái vấn đề gì đó, không có quan trọng là có đúng cái nhu cầu của họ không, nhưng mà nó là một cái mà gọi là trong gia đình của họ cần, trong cái việc họ chăm sóc bản thân họ cần. Ví dụ như mì rau củ là cho con họ nè, đúng không ạ? Cho con họ, cho người thân họ nè. Và mì rau củ của mình đó là mì organic đúng không? Rồi mặt nạ, khi họ dùng cái sản phẩm viên cấp ẩm thì họ có cần dưỡng da không các anh chị? Có liên quan đến cái việc là chăm sóc da không? Và cái mặt nạ nó có liên đới đến cái việc đó không các anh chị? Có. Hoàn toàn là có. Thì Vân sẽ lựa những cái nào mà nó phải liên đới đến cái việc là trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái nhu cầu của họ đó, nó sẽ dính với nhau cái với sản phẩm mình tặng. Thì Vân bỏ vào đó và Vân im lặng các anh chị. Vân sẽ im lặng và Vân không nói một tiếng nào hết. Đến khi họ nhận hàng, họ liên hệ với Vân: em ơi, bên em gửi dư hàng. Dạ không chị ơi, quà tặng của em á, em tặng chị á, chị dùng thử nha, cái này nó rất là thích luôn. Cái này á, là em nói chị là chị cho con của chị. Các anh chị biết không ạ? Những cái bậc phụ huynh họ sẽ rất là quý mình, và họ sẽ cảm thấy là gọi là cực kỳ quý mến mình. Nếu như mà mình thương con họ, mình thương gia đình họ, mình quý gia đình họ, thì họ sẽ càng quý hơn các anh chị, được không ạ? Nhưng mà chúng ta làm với một cái tấm lòng gọi là cái sự chân thật nha các anh chị nha, chứ không phải là
chúng ta là kiểu giống như là chúng ta giả dối nha các anh chị, tại vì cái tính của Vân nó không có làm được cái đó, cho nên là Vân chứ cứ có lựa những cái nào trong tầm của cái kiểm soát của mình có thể giúp là mình sẽ giúp thôi các anh chị, hoặc là mình có thể cho là mình sẽ cho các anh chị. Thì bắt đầu các anh chị biết không ạ? Ồ vậy hả, trời ơi chị cảm ơn em. Và các anh chị biết không ạ, khi họ dùng những cái đó nó còn mang ích về cho mình nữa. Họ mình nghĩ đến con của họ, mình nghĩ đến gia đình của họ, mình yêu bản thân cái khách hàng đó. Thì họ sẽ gì các anh chị, họ sẽ đúng rồi, mình lên đơn là mình phải trả tiền chứ mình lên đơn là mình sẽ phải trả tiền cái đó chứ, chứ ở đâu Robby cho mình miễn phí các anh chị nhớ là các anh chị phải trả đi. Thì Vân sẽ chuyển khoản cái phần tiền đó cho bên Robby. À ok ha, cái phần chênh lệch đó mình sẽ chuyển khoản. Và lúc này nè các anh chị, và lúc này nè khách hàng họ sẽ trao hết cái tình yêu thương và cái sự tin tưởng, cái sự yêu thương, sự quý trọng đối với mình các anh chị. À, thậm chí luôn là không phải là những cái sản phẩm đâu, mà nó sẽ đến từ những trái cây không bao nhiêu tiền, có thể vài chục nghìn, nhưng mà mình qua nhà họ mình nói với họ à cái này là trái cây nhà vườn. Thì ở quê thường hay có những cái trái cây nhà vườn á, Vân hay biếu như thế các anh chị. À đó, thì mình phải làm cho họ một cái cảm giác thật sự là bất ngờ, và nó phải wow lên cái dịch vụ của mình, hoặc thậm chí là những cái dịp lễ sinh nhật nè các anh chị, sinh nhật nè ha, rồi lễ Tết nè. Lễ Tết một cái chị khách hàng của Vân á, ở bên Gò Vấp á, thì chị á, là các anh chị biết không ạ, chị mua hàng của Vân từ 2020 cho tới bây giờ luôn, và bây giờ vẫn đang đều đặn mua sản phẩm của mình. Thì cuối năm vừa rồi là Vân đặt cái sản phẩm quà Tết, Vân gửi tặng cho chị đó. Thì chị đó nó là bất ngờ, ủa em ơi chị đâu có đặt hàng đâu mà sao sao bên em giao hàng. Dạ không chị, cái này là quà Tết em gửi cho chị. Trời họ cảm thấy hạnh phúc. Và sau đó các anh chị, trước khi Tết là một đơn, và sau Tết là một đơn các anh chị. Sau Tết là một đơn 3 triệu mấy, mua hai hũ Noah, cái Bican Gold đó các anh chị, cái sản phẩm đột quỵ là 1.570.000 một lọ, mua hai lọ được tặng một lọ đó. Sản phẩm vừa mới ra mắt, thế là mình chốt được thêm một đơn các anh chị. Các anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Các anh chị có thấy rằng là khi mà mình đã lên được một cái cấp độ thứ tư này rồi thì Vân nói thật với các anh chị luôn là rất là sung sướng. Họ có được giới thiệu, họ có được ai chào mời thì họ sẽ nhớ đến mình lần đầu tiên các anh chị. Họ sẽ nhớ đến mình đầu tiên, họ không nhớ đến ai á, họ sẽ nhớ đến mình và họ sẽ tìm mình, họ hỏi mình trước các anh chị. Chỉ cần như thế thôi, không cần biết rằng là họ có mua không các anh chị. Nhưng với Vân, một người bán hàng, một người mà chuyên viên, thì điều đó nó đã làm cho Vân hạnh phúc rồi các anh chị. Nó đã làm cho mình hạnh phúc, và mình sẽ tiếp tục có động lực để mình có thể đi tư vấn, và mình tiếp tục lan tỏa những cái sản phẩm của mình đến đến người tiêu dùng các anh chị. Thì đó chính là bốn các cấp độ. Còn phần của Thúy thì sao? Thúy sẽ hỗ trợ cho các anh chị cái quy trình để các anh chị bán hàng như thế nào. Và nếu có thời gian thì Thúy sẽ có thể là tư vấn trực tiếp chẳng hạn đó, hoặc là cái quy trình để mình chăm sóc cái khách hàng của mình như thế nào. Nói thật với các anh chị là đối với Robby ấy, thì khi nào các anh chị nhìn thấy tất cả những người xung quanh mình ấy, đều là khách hàng của mình, tất cả những người xung quanh mình đều là đối tác mà mình có thể mời vào làm cùng Robby, thì lúc đấy các anh chị chính thức là bắt đầu. Đó. Thế vậy câu đầu tiên mà Thúy muốn nói với các anh chị là thực sự là Thúy rất là tâm đắc cái mô hình Robby, và công việc của Thúy thì gần như là từ sáng đến chiều tối đến tối luôn, thì vẫn còn mặc quần áo đi làm này, còn chưa thấy chưa chưa mặc quần áo luôn đấy, hôm nay cũng đi làm về khá là muộn, nhưng mà mình có thể bán hàng ở mọi lúc mọi thời điểm các anh chị ạ. Đó thì thực ra thì cũng không phải là giỏi đâu, không phải giỏi gì đâu, thế nhưng mà bản thân mình khi mà mình xác định một cái mục tiêu làm gì đó thì mình sẽ xác định được cái điều mà mình cần và điều mà mình muốn, mình chắc chắn mình sẽ làm được. Thế thì không để các anh chị chờ lâu nữa, Thúy xin phép được chia sẻ màn hình để chia sẻ cho các anh chị tiếp những cái lời của Vân, đó là tạo ra khách hàng trung thành rồi này, rồi cái cấp độ để xác định khách hàng trung thành rồi, thì bây giờ là mình tiếp cận khách hàng như thế nào này. Thúy sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm để mình tiếp cận khách hàng này và chăm sóc những khách hàng như thế nào các anh chị nhé. Thúy xin phép được chia sẻ màn hình ạ. Ok, mọi người đã nhìn thấy màn hình của Thúy chưa?
Rồi, cảm ơn mọi người. Thúy thì là công chức nhà nước. Nhưng mà các anh chị biết là công chức nhà nước ấy, thì cái thu nhập mà chỉ có đủ trang trải mua thức ăn hàng ngày thôi các anh chị. Thế còn nếu như mình không làm một cái gì đó thì mình khó có thể là bứt phá được cái về thu nhập. Thế và khi vào Rocky ấy, trước đây trước khi vào làm Rocky thì cũng làm khá là nhiều việc, khá là nhiều công việc, nhưng nó chiếm quá nhiều thời gian của Thúy. Thế và khi mà Thúy hỏi Thúy biết đến mô hình Rocky là biết từ một cô em chồng Thúy các anh chị ạ. Em chồng Thúy, khi mà em chồng Thúy nói về mô hình Rocky ấy, thì Thúy chỉ hỏi có hai câu thôi các anh chị, hỏi cả hai câu thôi. Một là sản phẩm như thế nào, hai là cơ chế trả thưởng ra sao. Thúy hỏi đúng hai câu đấy. Thì khi mà cô em chồng nói là chị ơi, ở đây mình các sản phẩm đều là sản phẩm chất lượng, sản phẩm chính hãng, thế và mình được làm việc với nhà cung cấp chị ạ. Đấy là câu đầu tiên. Câu thứ hai là một hôm mà Thúy nghe mentor Minh Nguyệt, một sao Minh Nguyệt của Thúy chia sẻ về sơ đồ trả thưởng, Thúy hỏi quay trong chóng cho Minh Nguyệt luôn, và sau khi hiểu rồi thì bắt đầu là làm nghiêm túc. Thì cái điều mà Thúy muốn nói ở đây các anh chị nhé, điều mà cái Thúy muốn nói ở đây là nếu như mà các anh chị muốn có khách hàng trung thành thì các anh chị cần phải có những cái sản phẩm tốt, thì với Rocky sẽ đáp ứng cho các anh chị được điều đó. À, khi mà sản phẩm không tốt thì các anh chị cũng khó có thể có được những khách hàng trung thành, đúng các anh chị. À, mình cần phải phải kinh doanh những cái sản phẩm tốt thì mình mới có được những khách hàng trung thành. Thì đấy là cái điều đầu tiên nhất. Thế và Thúy bắt đầu là lan tỏa sản phẩm và lan tỏa kinh doanh, và chỉ có 2 tháng 18 ngày thôi Thúy đã đạt được cốt 3 sao của Ropi. Và cái quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng thì Thúy chỉ làm như này thôi các anh chị. Thúy làm từ gần đây, Thúy vào từ tháng 7 năm 2021. Thế và đến bây giờ thì vẫn chỉ làm cái quy trình như thế này thôi. Đó là thứ nhất là mình hiểu về công ty Ropi các anh chị ạ. Đầu tiên là mình phải hiểu về công ty Ropi đã. Sau đó thì mình phải hiểu về cái sản phẩm mà mình muốn bán. Mình bán cái gì mình phải cần hiểu. Vậy các anh chị đã tin, đã có niềm tin về công ty Ropi chưa? Các anh chị đã có niềm tin về sản phẩm chưa? Tại sao Thúy lại hỏi là các anh chị nào mới vào? Các anh chị đã chưa dùng sản phẩm nào? Các anh chị nhắn lên khung chat cho Thúy số 0. Bởi vì là khi mình phải dùng ít nhất một sản phẩm các anh chị nhé, gần 3.000 sản phẩm. Các anh chị dùng một sản phẩm, hai sản phẩm tùy điều kiện kinh tế của anh chị. Các anh chị phải có sản phẩm để các anh chị dùng thì các anh chị mới có niềm tin được. Có niềm tin được. Thế và khi có niềm tin rồi thì các anh chị có thể bán được tất cả các sản phẩm ở trên kệ. Mình không thể có điều kiện để mình dùng tất cả trên 2.000 sản phẩm, đúng không anh chị? Gần 3.000 sản phẩm của Robby mình không thể có điều kiện dùng toàn bộ, đúng ạ? Thế nhưng mình phải dùng một sản phẩm, hai sản phẩm hay một vài sản phẩm nào đó. Thì khi mình có niềm tin về một vài sản phẩm rồi thì mình bán cái gì cũng được các anh chị nhé. Đó. Và cái thứ ba là các anh chị tiếp cận khách hàng và khai thác nhu cầu. Cái thứ tư là chúng ta tư vấn sản phẩm. Thứ năm ạ, là chốt sản phẩm, và cuối cùng là chăm sóc những cái khách hàng trung thành. Và Thúy sẽ đi chi tiết từng bước một các anh chị nhé. Thúy sẽ đi chi tiết từng bước một. Vậy Robby là gì? Robby là gì? Các anh chị nhìn thấy Robby là gì? Các anh chị hiểu Robby là gì? Đặc biệt là các anh chị mới ngày hôm nay, các anh chị cần phải có niềm tin về công ty đã. Các anh chị phải, nếu các anh chị ở Hà Nội, các anh chị phải đến kho Long Biên Hà Nội á, ở quận Long Biên ấy, các anh chị tham quan kho hàng đã. Các anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh, các anh chị đến quận 9 tham quan kho hàng đi, xem cái vận hành của kho hàng như thế nào, kho hàng của mình ra sao, đúng các anh chị? Đấy, các anh chị phải hiểu được cái mô hình drop shipping là gì, cái mô hình drop shipping là gì, thì lúc đấy các anh chị mới có niềm tin được. Các anh chị phải nhìn thấy là ở ở cầu cầu Nhật Tân đây này, có bao nhiêu biển quảng cáo của Rappi, đúng không ạ? Rồi ở cái ngã tư lớn nhất, đường đi sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh đây này các anh chị, biển quảng cáo của Rappi to, rất là to ở đây các anh chị. Rất là nhiều người nhìn thấy, những ai mà dừng lại chờ đèn đỏ là đều ngước lên có thể nhìn thấy luôn Rappi. Thế vậy thì cái chương trình, các cái thương hiệu Rappi bây giờ đã tràn ngập các cái trang mạng cũng như là các cái đường phố rồi các anh chị. Đấy, thế vậy thì mình cần phải có niềm tin, đặc biệt là các anh chị mới ngày hôm nay các anh chị nhé, mình phải có niềm tin về công ty thì mình mới có thể kinh doanh được. Đây ạ, các anh chị, kho hàng đây các anh chị.
Kho hàng ở Hà Nội đấy ạ, kho hàng ở Hà Nội, kho hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh đây. Thế và mình phải đặt một sản phẩm, hai sản phẩm về mình dùng xem nào sản phẩm nó có tốt như cái chị Thúy chị nói ở trong cái buổi Zoom hôm tối hôm nay không, đúng ạ? Đấy. Và mình phải xem nào cái sản phẩm đấy nó được đóng gói như thế nào, trong cái sản phẩm đấy nó có cái gì, à nó có cái phần chống sốc như thế nào, các anh chị đã biết chưa ạ? Đúng ạ, đó. Thì và lại còn giấy cam kết chất lượng sản phẩm nữa, các anh chị phải phải sử dụng, phải sử dụng ít nhất một sản phẩm các anh chị nhé, ít nhất một sản phẩm để mình trải nghiệm, để mình thực tế mình trải nghiệm thì mình mới có thể tin được, à, mình có thể tin được, mình mới có niềm tin được về sản phẩm. À, Thúy trước đây các anh chị ạ, à, Thúy trước đây thì lúc đầu Thúy bán là Thúy bán cũng không nhiều sản phẩm đâu, nhưng mà hầu như cái gì thì cũng bán được. À, những cái sản phẩm tiếp cận nhỏ nhỏ là khi mà mình xây dựng được cái thương hiệu của mình rồi ấy, thì tự mọi người gọi đến là em ơi em có cái này không, em có cái kia không, thì cũng chia sẻ với các anh chị là cũng bán hàng sơ sơ thôi, nhưng mà tháng nào cũng cân đủ tầm khoảng một sao hoặc gần một sao về cái doanh số bán lẻ các anh chị đấy, bởi vì là mình cũng có một cái thói quen là nói chuyện sản phẩm hàng ngày, nói chuyện sản phẩm với bất cứ ai mà mình gặp. Đấy, thì mình có thể nói chuyện sản phẩm đó. Thế thì mình phải có, đầu tiên là mình phải có niềm tin về sản phẩm, về công ty đã. Đấy, sản phẩm đây các anh chị, à, các anh chị muốn bán sản phẩm nào thì các anh chị phải học sản phẩm đó. À, sản phẩm đó, à, lúc đầu Thúy bán robot hút bụi lau nhà các anh chị, à, có những ngày thì lên đơn đến bốn con robot liền. Thế nhưng mà cái Thúy ra ngoài đường ấy, tôi đi họp đi hành ấy, đi ra ngoài đường ấy, mọi người gọi Thúy là Thúy robot. Thế nhưng mà bây giờ Thúy lại đang tập trung vào cái máy lọc nước, thì mọi người Facebook Facebook của Thúy là cái đa toàn đang đang máy lọc nước. Thế ra đường thì mọi người gọi Thúy là Thúy Thúy lọc nước đó, rất là yêu, rất là đáng yêu, rất là vui các anh chị ạ. À, bởi vì là lúc khi mà mình làm một cái gì đấy, mình xây dựng được cái thương hiệu của mình ở cái khu vực của mình, đầu tiên thì chưa nói đến những cái khu vực khác, nhưng mà ở cái khu vực của mình xây dựng được cái thương hiệu của mình về những cái sản phẩm nào đó. À, các anh chị thì đặc biệt là các anh chị mới ấy, thì các anh chị hay có một cái suy nghĩ là suy nghĩ hộ người khác. À, đúng các anh chị, à, mình không biết là mình nói chuyện sản phẩm người ta có nghe không, hay là mình chia sẻ sản phẩm người ta có nghe không, đúng không anh chị? Hay mình mời kinh doanh người ta có làm với mình không? Các anh chị không cần phải suy nghĩ như vậy đâu, bởi vì đấy là cái mà các anh chị chưa vượt qua chính cái vùng an toàn của mình. Khi các anh chị vượt qua được cái vùng an toàn của mình ấy, thì các anh chị sẽ thấy là bán hàng cực kỳ đơn giản luôn các anh chị. Bán hàng vô cùng là đơn giản luôn, và các anh chị có thể hoàn toàn tiếp cận được bất cứ khách hàng nào. Đấy, bán hàng lúc nào các anh chị thấy bán hàng mà như không bán ấy, thì lúc ý các anh chị chính thức là bán hàng. Còn lúc nào mà các anh chị bán hàng, các anh chị lại bảo ờ mình định chia sẻ cái sản phẩm này cho người này, nhưng mà không biết người ta có mua cho mình không, thì lúc ý các anh chị chưa phải là bán hàng đâu các anh chị nhé. Đấy, đó, đây sản phẩm đây, cái gì cũng có đúng không anh chị? Đấy. Đó, cái thứ ba là tiếp cận khách hàng và khai thác nhu cầu. Đấy, vậy thì các anh chị tiếp cận khách hàng như thế nào? À, tiếp cận khách hàng thì các anh chị mình sẽ có các cách tiếp cận, như là tiếp cận trực tiếp này, rồi bán trên Facebook, Zalo, TikTok này, thì cái việc mà để tiếp cận nên là tùy theo từng sản phẩm các anh chị, tùy theo từng sản phẩm. À, ví dụ như trước đây ấy, thì bán cái sản phẩm dầu gội đầu của Phú Thái ngày bên trước đây tóc Thúy không được dày như thế này đâu các anh chị, mỏng cực kỳ mỏng luôn đấy. Thế nhưng mà khi mà Thúy dùng cái loại dầu gội đầu thì thấy là cực kỳ tuyệt vời, cái bộ dầu gội đầu Ngưu Bàng mà chống rụng tóc đấy các anh chị. Thế và khi Thúy gội thì thấy là không bị rụng tóc nữa, rồi tóc mọc, tóc con mọc ra rất là nhiều. Thế là Thúy tiếp cận khách hàng bằng cách là Thúy không bán đâu anh chị, không không hề bán đâu nhá. Thì gặp ai thì là chị ơi, anh ơi, anh chị ơi, chị có biết ai bị rụng tóc, tóc thưa, tóc bạc sớm không, giới thiệu cho em có sản phẩm đặc trị hiệu quả lắm đó. Thế nên mình chỉ tiếp cận một cách như thế thôi. Có bán đâu anh chị, cái người ngồi cạnh mình có bán đâu ạ? Không bán, không hề bán đúng không anh chị? Thế nhưng mà người ta lại ốp đây này, chị đây này, chị đang bị rụng tóc này này, thế mày lấy cho chị thử bộ chị xem nào, nếu mà dùng tốt thì chị giới thiệu người khác cho. Đó, đấy là bán đấy các anh chị. Đó. Mình không bán nhưng mà lại hóa thành là bán. Đó, đấy là cái bộ Ngưu Bàng. Và thì nhớ là một cái kỷ niệm mà thì bán cho một cái anh làm ở kho bạc nhà nước, cái bộ bộ dầu gội đầu Ngưu Bàng đó. Thì nói thật với các anh chị là anh này anh ấy bị hói hết cả cái vùng đầu mà hơn chục năm liền.
Thế xin xong thì khi mà thì bán cho anh ấy thì không dám chăm sóc luôn các chị, không dám chăm sóc luôn, bởi vì là thì không biết là nó có mọc lên được không, nó hói hói rất là nhiều rồi. Nhưng mà lúc đầu thì Thúy cũng cẩn thận, Thúy hỏi là thế anh còn nang tóc không, anh trước đây là anh bị rụng bẩm sinh hay là bị rụng, mà không anh bị rụng, bác sĩ bảo có nang tóc. Đấy, thế là Thúy bắt đầu là thôi thì anh cứ dùng đi, nhưng mà cả một tháng trời không dám chăm sóc luôn, không dám gọi, không dám nhắn tin, cho đến một ngày đẹp trời anh ấy gọi cho Thúy, anh ấy bảo là em ơi lấy cho anh bộ dầu gội đầu nữa, lúc ý mới thở phào nhẹ nhõm với cái trường hợp đấy. Bởi vì là người ta bị quá lâu rồi các anh chị, thế và bây giờ thì là khách hàng trung thành của Thúy và cứ hết lại gọi, hết lại gọi đó. Cho nên là khi mà mình tiếp cận khách hàng ấy, đấy là cách tiếp cận khách hàng cái những cái sản phẩm nhỏ nhỏ của Thúy, còn rất là nhiều những cái sản phẩm khác nữa đấy. Còn bên cạnh đó thì mình có thể như bây giờ thì Thúy tập trung vào những cái sản phẩm nó chất lượng hơn các chị, ví dụ như là mình bán những cái sản phẩm nhỏ chỉ là sản phẩm tiếp cận thôi, thế nhưng mà mình phải bán những cái sản phẩm nó giá trị hơn thì mình phải nâng tầm của mình lên, đúng không anh chị, lên sao lên số nó mới nhanh. Chứ còn thì bán cái bộ dầu gội đầu Ngưu Bàng thì bán cho bao nhiêu người mới lên được sao, đúng không chị? Đó thì những cái sản phẩm đấy thì Thúy dùng là những sản phẩm tiếp cận. Thế còn những cái sản phẩm mà giá trị ấy, ví dụ như là robot này rồi máy lọc nước này. Đấy, các anh chị biết tiếp cận khách hàng bằng máy lọc nước không ạ? Ôi giời cực dễ luôn các anh chị. Cách tiếp cận khách hàng các anh chị có muốn nghe không, thì chia sẻ đúng 2 câu thôi các anh chị. Tiếp cận khách hàng bằng máy lọc nước, khẳng định với các anh chị ai cũng có thể chia sẻ được, khách lạ khách quen khách bất cứ khách nào cũng có thể chia sẻ được cái sản phẩm máy lọc nước. Thế và Thúy thì làm đều với line hàng lọc nước. Ok thì chia sẻ luôn với chị nhé, chỉ có 2 câu thôi, và khách lạ khách quen chia sẻ được hết. Cái sản phẩm lọc nước này, thì tiếp cận thế này, nhà anh chị câu đầu tiên, nhà anh chị có dùng máy lọc nước gì? Đấy, các anh chị nhá, nhà anh chị đang dùng máy lọc nước gì? Đừng hỏi có dùng máy lọc nước không, bởi vì là hầu hết mọi người mọi nhà đều dùng máy lọc nước. Thế nhưng mà các anh chị sẽ hỏi cho Thúy câu nhà các anh chị đang dùng máy lọc nước gì, thì mình sẽ khai thác cái nhu cầu người ta bảo à anh đang dùng Caroti hay là gì 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 đấy chẳng hạn đó, thì mình biết là à cái sản phẩm đấy nó như thế này này. Đấy, câu thứ hai các anh chị nhá, câu thứ hai các anh chị hỏi cho Thúy là nhà các anh chị à nước nhà các anh chị có kiềm có hydrogen không, đó câu thứ hai các anh chị nhá, hỏi cho Thúy như vậy đấy. Thế vậy thì khẳng định 95% với các anh chị luôn là không có, là máy lọc nước của nhà mọi người là không có kiềm không có hydrogen, bởi vì 95% mọi người đang sử dụng những máy lọc nước thông thường và không có nước kiềm không có nước hydrogen. Thế vậy thì đấy là cách tiếp cận người lạ người quen mình đều tiếp cận hết các anh chị. Thế vậy thì câu chốt là thế nào, là trời ơi bây giờ mà còn chưa dùng máy nước kiềm nước hydrogen à, để đấy chiều em qua em thí nghiệm nước cho mà xem nước nhà các anh chị có đảm bảo để dùng không, đó thế thôi là mình có thể tiếp cận được khách hàng rồi đấy. Nếu mà khi mà vào vào nhà mà không chia sẻ không bán được cái máy lọc nước kiểu gì bán được cái nhỏ nhỏ gì đấy các anh chị ạ, đó cũng riêng kiểu gì tư vấn được đấy. Nhưng mà cái dòng lọc nước thì cũng khá là thích, bởi vì là nó có thể là thí nghiệm được, mọi người nhìn thấy rõ đó, thì đấy là cái tiếp cận khách hàng với các chị đơn giản cực kỳ luôn, miễn là mình có làm hay không thôi, mình có mở cửa hàng hay không thôi, mình có mở lời hàng ngày hay không thôi đó. Hay còn trên Facebook Zalo thì các anh chị phải xây dựng cái thứ hai là bán trên Facebook Zalo các anh chị nhé. Cái trên Facebook Zalo thì các anh chị phải xây dựng thương hiệu, các anh chị phải đăng bài theo 5 tuyến bài, các anh chị học marketing không đồng rồi thì các anh chị biết là 5 tuyến bài là gì rồi đúng không ạ, ai mà chưa học thì học lại lớp marketing không đồng cho Thúy đấy. Là mình phải đăng theo 5 tuyến bài, đăng bài như không đăng và bán hàng ở trên Facebook như không bán, chia sẻ trên Facebook mà như không chia sẻ thì các chị lúc ý các chị bán được hàng. Khi bán hàng bằng những câu chuyện, bán hàng bằng những cái sự chia sẻ, thỉnh thoảng mới đăng một bài là bán hàng bán sản phẩm đó sản phẩm kia thôi đấy các anh chị ạ. À, đó thế và cái bước thứ ba là làm cái công thức 3B, 3B là bạn bàn bán, thì cái này các anh chị chắc là cũng nắm rất là rõ rồi đúng không, là mình làm bạn với khách hàng trước này, xong mình nói chuyện này, xong mình mới bắt đầu bán sản phẩm đó, thì cái này thì có những cái buổi chuyên sâu buổi chi tiết hơn. Thế và bước thứ tư ạ, đó là tư vấn sản phẩm.
Đấy. Đến cái bước tư vấn sản phẩm thì các anh chị cần phải làm gì ạ? Cần phải hiểu sản phẩm đúng không anh chị? Đấy, mình làm mà mình không hiểu thì làm sao mà mình làm được? Đấy. Nói thật với các anh chị, lúc đầu Thúy cũng không định kinh doanh cái dòng máy lọc nước, bởi vì nghĩ là phụ nữ mà mình đi vào cái dòng mà dòng kỹ thuật ấy thì nó có sao sao thôi các chị. Thế nhưng mà khi học, khi hiểu, khi nghiên cứu kỹ thì lại thấy vô cùng hay luôn. Đấy, vô cùng hay luôn. Thế và khi hiểu sản phẩm rồi thì mình nói chuyện đơn giản, tiếp cận khách hàng vô cùng đơn giản luôn đó. Thứ hai các anh chị nhé, phải tự tin vào chính bản thân mình, chưa nói đã nghĩ hộ người khác là không biết người ta có mua không thì không bao giờ các chị không bao giờ bán được hàng đâu ạ. À, mình phải tự tin vào chính bản thân mình, tự tin vào công ty, tự tin vào sản phẩm đó, thì mình mới có thể bán được. Và nói thật với các anh chị là khi các anh chị bán hàng ấy, bán hàng online ấy, là các anh chị bán niềm tin đấy các anh chị ạ, bán niềm tin đấy. Khách hàng mua niềm tin của các anh chị đấy, chứ không phải là mua sản phẩm đâu. Sản phẩm nó chỉ là một phần thôi, nó là nhu cầu thôi, nhưng mà khách hàng tin các anh chị, cho nên là khách hàng mua sản phẩm tại các anh chị. Đấy, như Thúy thì nhiều son môi Thúy gần như không bao giờ đăng luôn. Thế nhưng mà có người hỏi em ơi, thì siêu thị của em có son môi không? Đấy. Rồi những cái sản phẩm sữa tắm hoặc là kem đánh răng đấy, siêu thị của em có kem đánh răng không, có sữa tắm không? Đấy là tại sao, đấy là do mình chăm sóc khách hàng tốt. Đấy, cho nên là khi người ta dùng một sản phẩm máy lọc nước, người ta tin mình rồi, dùng cái robot người ta tin mình rồi, thế là những cái nhỏ nhỏ người ta cứ cần cái gì người ta lại nhắn người ta hỏi, hoặc là người ta điện người ta hỏi đó, thế là mình lại lại có những cái đơn hàng nhỏ nhỏ các anh chị đấy. Và cái thứ ba nữa là mình tạo niềm tin cho chính bản thân mình và tạo niềm tin cho khách hàng của mình đấy. Và cái thứ tư là cam kết chất lượng sản phẩm, cam kết chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sau mua các anh chị nhé, dịch vụ chăm sóc sau mua đấy. Mà các anh chị khi mà đã kinh doanh với Rocky thì các anh chị yên tâm về chất lượng rồi đúng không ạ, vô cùng là yên tâm về chất lượng rồi. Bởi vì là mình là làm việc trực tiếp với nhà cung cấp mà, cho nên là mình được hỏi, được tư vấn này, được rồi được thậm chí là được các dược sĩ bác sĩ tư vấn, mình rất là tin tưởng về sản phẩm rồi đúng không ạ. Thế còn cái dịch vụ chăm sóc sau mua ấy, thì các anh chị muốn khách hàng dùng có những khách hàng dùng của Thúy tới đến phải đến gần chục sản phẩm ấy. Các anh chị cứ hỏi là em ơi siêu thị của em có cái này không, rồi có cái kia không đó, thì cái bước đấy cực kỳ quan trọng các anh chị ạ. Đó, các anh chị có thể kết nối vào những cái buổi Zoom nhờ chuyên gia tư vấn này, dược sĩ bác sĩ rồi chuyên gia tư vấn giúp cho khách hàng đó, thì đấy đấy chúng ta có rất là nhiều phương tiện để chúng ta làm. À, thế còn bước thứ năm ạ, bước thứ năm là bước chốt sản phẩm. À, bước chốt sản phẩm là cái bước mà rất là nhiều người khó thấy khó đúng không ạ? À, anh ai ai thấy cái bước chốt sản phẩm khó có thể nhắn tin lên khung chat thì số 9 được không ạ? Số 9 là số thành công đấy. Sau hôm nay các anh chị nhắn số 9 là chắc chắn là các anh chị sẽ chốt được, chứ không phải sợ đâu ạ. Rồi. Ok, rất là nhiều người đúng không ạ? Thế vậy thì để chốt được sản phẩm các anh chị, để chốt được sản phẩm thì mình phải tìm được những cái nguyên nhân mà khách hàng vân vân đấy, mình phải giải quyết được những cái khó khăn mà khách hàng đang mắc phải đấy, thì mình mới chốt được sản phẩm các anh chị đấy. Vậy thì khi ví dụ như là một cái máy lọc nước này nó cao hơn thị trường, ở thị trường có 6-7 triệu thôi, ở trên mình ở trong kệ của mình tận hơn chục triệu, vậy mình giải quyết vấn đề đấy như thế nào các chị, giải quyết vấn đề đấy như thế nào đó, thì đấy đấy mới là vấn đề các anh chị, đấy mới là cái vấn đề mà các anh chị cần phải giải quyết. Thế vậy thì những cái buổi đấy là những cái buổi chuyên sâu trong những cái buổi mà của sản phẩm các anh chị cần phải học, các anh chị cần phải học để các anh chị biết là à khi mà đi tư vấn này, ví dụ các anh chị đi thí nghiệm nước chẳng hạn, cái nước màu xanh này ở khách hàng cũng có cái nước màu xanh giống hệt như mình thí nghiệm luôn, thì mình trả lời như thế nào đúng không anh chị? Đó thì đấy đấy là vấn đề các anh chị, thì mình phải tìm ra những cái nguyên nhân mà khách hàng đang phân vân để mình giải quyết những cái khó khăn khúc mắc đó, thì lúc đấy các anh chị chốt một cách đơn giản luôn các anh chị. À. Rồi, và bước thứ sáu là bước quan trọng nhất theo cái chủ đề ngày hôm nay. À, thực ra Thúy thì cũng mong muốn là mình đưa những cái tiếp cận trước, thế sau đó thì mình khi mà mình bán được sản phẩm rồi, chốt được sản phẩm rồi, thì mình có thể là có cái quy trình để mình chăm sóc khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt hơn các anh chị. Đấy. Thế vậy thì cái quy trình chăm sóc khách hàng ấy, thì đầu tiên là
Khi mà các anh chị có những khách hàng trung thành rồi, ví dụ như là mentor 3 sao Vân Tống vừa nói này, lý do để tạo ra khách hàng trung thành này là khi mà mình chăm sóc những cái khách hàng trung thành đó thì cái chi phí nó ít hơn là mình đi tìm những cái khách hàng mới. Tìm khách hàng mới mình phải đầu tư thời gian hơn, công sức nhiều hơn, nhưng nếu mình chăm sóc những cái khách hàng cũ ấy, để họ dùng khách hàng dùng sản phẩm trung thành cho mình ấy, để họ dùng những cái sản phẩm ngoài những cái sản phẩm họ đang dùng, họ dùng nhiều những sản phẩm khác cho mình thêm nữa, thì lúc đấy thì mình sẽ lan tỏa được nhiều sản phẩm nữa hơn, và cái chi phí nó hoàn toàn là thấp hơn. Thực ra thì cũng chẳng phải là chi phí gì đâu, mình cứ chăm sóc khách hàng, tự khách hàng sẽ đòi mua. Thế và khi mà khách hàng mà trung thành rồi ấy, thì các anh chị để khách hàng trung thành hoàn toàn nữa thì các anh chị có thể làm một cái thao tác nữa, đó là làm thẻ cộng tác viên cho khách. Nhưng mà Thúy thì thường không gọi là thẻ cộng tác viên mà Thúy gọi là mã giảm giá, là mã giảm giá cho khách hàng. Thế và khách hàng tự đặt tự mua, thì có những khách hàng có những cái thẻ cộng tác viên xong rồi tự đặt tự mua và thấy 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 cái điểm số nó lên, nó hiện lên từ lúc nào mà mình không biết. Có nghĩa là khi họ vào họ tin tưởng những cái sản phẩm của mình rồi á, họ đang dùng những sản phẩm của mình ấy, thì lúc đấy họ sẽ không cần phải hỏi đến mình nữa, mà họ sẽ tự vào trong cái app họ mua sản phẩm. Thế còn thì nếu như mà khi có những cái người như vậy ấy, mà khi mà có sản phẩm mới thì mình lại phải gửi cho khách hàng anh chị nhé, gửi cho khách hàng để họ biết là hôm nay có những cái sản phẩm mới này để họ quan tâm, để tư vấn đó. Thì cái bước cuối cùng mà Thúy chia sẻ với các anh chị trong cái buổi Zoom ngày hôm nay, đó là bước chăm sóc khách hàng sau mua hàng. Sau khi mua hàng thì mình phải làm gì với những khách hàng này, thì cái bước tiếp cận hay là cái bước chốt sản phẩm ấy, thì thường là cũng có những cái buổi chuyên sâu, cho nên là hôm nay thì cũng không tập trung để nói nhiều. Thế còn cái bước chăm sóc khách hàng các anh chị thì đầu tiên là các anh chị phải quản lý cái thông tin khách hàng. Trong phòng Zoom của chúng ta hôm nay ấy, có anh chị nào ạ? Có anh chị nào đang có những khách hàng bỏ quên không ạ? Đang có những khách hàng mà mình mua hàng của mình lâu rồi mà mình không 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 chăm sóc lại đúng không ạ? Có không các anh chị? Có không anh chị? Có những người nào mà các anh chị đã bán cho một sản phẩm rồi, hai sản phẩm rồi mà các anh chị chưa chăm sóc lại không ạ? Các anh chị có thể nhắn lên phong chat cho Thúy là có. Thì hôm nay các anh chị quay lại đi ạ, quay lại chăm sóc đi ạ, quay lại nhắn tin cho khách hàng đi ạ. Đầu tiên hỏi sức khỏe, chị ơi dạo này khỏe không? Em bận quá, lâu lâu không hỏi chị là dùng cái sản phẩm này có thích không hay là như thế nào. Đấy, các anh chị phải hỏi lại đi ạ. Đấy, hoặc là các anh chị không hỏi cái câu dùng sản phẩm nữa, các anh chị khơi cái sản phẩm mới đi ạ. Chị ơi dạo này khỏe không? Dạo này khỏe không chị? Dạo này siêu thị của em ra nhiều sản phẩm quá. Đây em gửi cho chị thêm một hai sản phẩm nữa này. Đó, các anh chị chăm sóc đi ạ. Thì thấy khá nhiều đúng không các anh chị? Rất là nhiều người đúng không ạ? Rồi. Trên khung chat cũng khá là nhiều nhiều tin nhắn, cho nên là thì cũng không đọc được hết. Nhờ hot có thể hỗ trợ để trả lời, hoặc là lát nữa cuối giờ thì mình sẽ có cái thời gian giao lưu các anh chị nhé. Anh chị cần hỏi cái gì thì sẽ có thể hỗ trợ trong buổi cuối Zoom các anh chị nhé. Thì đầu tiên ấy, các anh chị cần phải có một cái quyển sổ, hoặc là các anh chị nốt vào trong điện thoại các anh chị cái thông tin của khách hàng. Nốt cái gì ạ? Nốt họ tên, tuổi, ngày, thậm chí là ngày sinh, để ví dụ sinh nhật, mình cũng biết là sinh nhật thì trong những cái dịp sinh nhật mình có thể là làm hỗ trợ giảm giá chẳng hạn đó. Thế vậy thì thông tin gì nữa các anh chị? Thông tin số điện thoại, rồi đặc biệt là thông tin về cái sản phẩm. Thông tin về cái sản phẩm mà khách hàng đã mua các anh chị nhé. Các anh chị cần phải lưu cái thông tin về cái sản phẩm mà khách hàng đã mua của mình, và cái thời gian xem khách hàng mua sản phẩm đó vào thời gian nào. Đó, để mình còn biết cái thời lượng cái sản phẩm đó nó hết, để mình chăm sóc lại, mình tư vấn tiếp các anh chị. Và đấy là chính là cái ghi lại cái lịch sử mua hàng này các anh chị, lịch sử mua hàng của khách hàng đấy.
Thế vậy thì mình cần phải có một cái nơi để lưu trữ các cái lần tư vấn của mình. À, ví dụ như là các anh chị tư vấn cho khách hàng dùng cái bộ dầu gội đầu chẳng hạn. Đấy, thì khi mà dùng bộ dầu gội đầu các anh chị bán cho khách hàng vào thời điểm nào? Đấy, thời điểm nào? Đấy, sau đó thì các anh chị dự kiến là cái thời điểm nào khách hàng sẽ dùng hết cái bộ dầu gội đầu đấy. Thì để các anh chị cần hỏi tiếp, chị ơi dùng bộ dầu gội đầu gần hết chưa? À, để em gửi tiếp cho chị. Đó, mình chỉ cần hỏi thăm như vậy thôi. Đó, hoặc là hỏi kết quả như thế nào. Đó, thì đầu tiên là các anh chị phải cần có, đó là phải quản lý các cái thông tin của khách hàng. Mình phải có một cái quyển sổ hoặc là mình nốt vào trong điện thoại hoặc làm như thế nào đấy. Các anh chị không cần phải có quá nhiều khách hàng đâu. Chỉ cần 20 khách hàng trung thành đều đều cho các anh chị hàng tháng thôi. 20 khách hàng trung thành đều hàng tháng là các anh chị hoàn toàn có cái doanh số bền vững, có thu nhập một cách bền vững hàng tháng từ cái thu nhập hoa hồng bán lẻ. Bởi vì hoa hồng bán lẻ của chúng ta thu nhập khá là cao đúng không anh chị? À, ví dụ như Thúy cứ đều đều tháng nào cũng có cái doanh số bán lẻ của mình là tầm khoảng xấp xỉ, có tháng cái tháng tốc chiến ấy, chỉ còn cân luôn cả 2 sao luôn các anh chị, hoa bán lẻ đấy. Thế nhưng mà thường thường là khoảng gần 1 sao hoặc là 1 sao đấy, cái hoa bán lẻ của mình. Thế vậy thì khi mà mình bán lẻ được như vậy thì riêng cái hoa bán lẻ của mình đã khá là tốt rồi đúng không ạ? Thế còn cái bước thứ hai các anh chị, khi mà mình quản lý thông tin khách hàng rồi thì mình phải xây dựng và duy trì cái mối quan hệ đấy, chứ không phải là khi mà khách hàng mua cho mình một lần ấy, tháng sau mình mới gọi lại. Thế thì làm sao mà mình chăm sóc được khách hàng đúng không anh chị? Làm sao mà chăm sóc được? Đấy. Các anh chị, một tháng sau các anh chị mới gọi lại khách hàng. Các anh chị, có anh chị nào bị bỏ quên không ạ? Đó. Ok, có anh chị nào bị bỏ quên? Rồi, rất là nhiều người hỏi cái sản phẩm mọc tóc đúng không ạ? Cái sản phẩm đấy mọi người tự tin bán đi ạ. Bởi vì là thứ nhất là Thùy đã dùng, thứ hai là những cái người mà ở xung quanh Thùy ấy, có những người hỏi rất là nhiều ấy. Một bác ở hội cựu chiến binh, bác ấy cũng hỏi rất là nhiều, và hôm trước thì cũng bán cho bác ấy được khoảng gần 1 tháng, thì bác ấy gọi lại, bác ấy bảo ơ cháu ơi cái tóc của bác nó mọc lên rồi đấy cháu. Thế là bảo vâng, thế thì khi nào hết bác lại gọi cho cháu, nhưng mà nhất trí rồi, chắc chắn là bác dùng cái này lâu dài đó. Cô câu của khách hàng này các anh chị, chắc chắn là bác dùng cái này lâu dài cho cháu đó. À, thì cái bước thứ hai các anh chị nhé, là xây dựng và duy trì mối quan hệ. Thì mình cần phải 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 hỏi thăm khách hàng thường xuyên, không phải lúc nào cũng hỏi về sản phẩm đâu các anh chị nhé, không phải lúc nào cũng hỏi về sản phẩm. Đó. Đối với khách hàng quen thì mình cần có nhiều thứ để hỏi. À, hoặc là mình có thể theo dõi Facebook, Zalo và nhắn tin. Ví dụ như hôm nay thấy người ta đi chơi một cái địa điểm nào đó thì các anh chị sẽ hỏi là à chị ơi hôm nay đi chơi có vui không, đúng không ạ? Đấy, hoặc là chị đi cùng cơ quan đó, chỉ cần một hai câu thôi các anh chị, mình sẽ tạo được cái mối quan hệ, giữ cái mối quan hệ. Không nhất thiết phải ngày nào cũng nhắn là không nên nha chị nhá, ngày nào cũng nhắn là không nên ạ. À, nhưng mà lại lâu quá thì cũng càng không nên luôn các anh chị. À, một tuần các anh chị chỉ cần duy trì cho Thúy một hai lần nói chuyện với những khách hàng cũ là được rồi. Đấy, là mình hoàn toàn, mình có một tuần chỉ cần một hai lần thôi các anh chị nhé, là hoàn toàn mình có thể tư vấn những sản phẩm khác. À, mình tiếp cận những cái sản phẩm mới và chăm sóc những cái sản phẩm cũ để cho họ dùng lâu dài. À, thế vậy thì khi khách hàng đã mua cho mình rồi ấy, thì mình cần phải 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 duy trì bằng những cái mối quan hệ như như vừa nãy mentor Ba Sao Vân có nói đấy. Ví dụ như là chúc mừng sinh nhật, thấy nổi lên sinh nhật là phải chúc mừng luôn đúng không chị? Phải chúc mừng luôn đấy, rồi ngày lễ Tết chúc mừng đấy. Rồi có thể mình có những cái voucher giảm giá, cái voucher giảm giá thì các chị yên tâm rồi, nhà cung cấp lúc nào cũng có cái chương trình giảm giá cho các anh chị đối tác và cộng tác viên, cho nên là các chị hoàn toàn có thể tư vấn những cái voucher giảm giá cho khách hàng. Đấy. Ngoài ra thì nếu như mà cái sản phẩm nào mà mình giá trị cao cao, mình có hoa hồng cao nữa, thì giống như vừa như mentor và Ba Sao Vân Tống vừa nói đấy các anh chị, là mình có thể tạo những cái giảm giá riêng của mình. Ví dụ như là Vân có nói là tặng cái mì đấy, tặng cái mì đấy, mình lại vừa bán được một cái sản phẩm mì và mình lại vừa tặng hoa hồng nhiều, thì mình có thể tạo ra những cái voucher giảm giá cho khách, hoặc là những cái quà tặng nho nhỏ cho khách. Đấy đấy là cũng là những cái mà mình có thể duy trì và xây dựng cái mối quan hệ với khách hàng tốt hơn.
À, và bước thứ ba các anh chị, bước thứ ba là chủ động hỏi khách hàng, hỏi thăm khách hàng, chủ động hỏi thăm khách hàng. Hỏi thăm khách hàng để làm gì? Để mình chăm sóc các anh chị, chăm sóc xem khách hàng dùng sản phẩm của mình có khó khăn gì không, có vấn đề gì không. Nếu như có vấn đề gì là mình phải hỏi luôn nhà cung cấp để có những cái hướng giải quyết các anh chị nhé, để mình còn có hướng giải quyết cho khách hàng. Còn nếu như mà mình không giải quyết cho khách hàng, coi như các anh chị mất luôn khách hàng đấy luôn. Đấy. Cho nên là các anh chị cần phải chủ động hỏi thăm khách hàng. Chị khi mà khách hàng dùng cái sản phẩm nào đó của các anh chị thì các anh chị cần phải hỏi thăm xem khách hàng dùng đấy như thế nào. Mà thì khi đối với việc là mình thậm chí mình không cần phải hỏi khó khăn đâu, mình đừng hỏi là chị dùng có khó khăn gì không hay là như thế nào, mình hỏi cái là khách hàng nói luôn các anh chị. Nếu như họ có khó khăn họ sẽ nói luôn cho các anh chị. Thậm chí là khi gặp khó khăn cái họ gọi điện cho các anh chị luôn đó. Thế nhưng nếu như mà họ cứ im im mà họ không nói đấy, hoặc là họ không thèm nói ấy, thì lúc đấy là các anh chị sẽ bị mất khách hàng đấy. Cho nên là các anh chị cần phải chủ động để hỏi thăm khách hàng. Hỏi thăm chủ yếu là thứ nhất là tìm khó khăn để giải quyết, thứ hai là nếu như khách hàng dùng sản phẩm tốt thì họ cho mình những cái feedback rất là tốt. Thứ ba nữa là khi mà khách hàng dùng sản phẩm tốt rồi thì họ sẽ lan tỏa cho mình, đúng không anh chị? Đấy, thì có những cái khách hàng mà dùng máy cái cây máy nóng lạnh đấy các anh chị, cái sản phẩm máy nóng lạnh nhé, máy lọc nước nóng lạnh nhé. Đấy, xong thì em ơi em đây chị cái người hàng xóm của chị đây này cũng muốn mua cái này, em tư vấn cho bạn ấy. Thế là vâng ạ, thế là cho em số điện thoại em tư vấn luôn. Hoặc là người ta sang người ta thấy cái sản phẩm này uống nước nó ngon quá, thế bảo thế mua ở đâu đấy, mua bao nhiêu tiền, mua ở đâu đấy, chỉ cho tôi với. Thế là gọi điện cho mình luôn đó các anh chị đó. Thế vì không phải là khách hàng coi sản phẩm, các anh chị bán sản phẩm đắt mà khách hàng không mua đâu các anh chị nhé. Các anh chị đừng có ngại, sản phẩm của mình là sản phẩm chất lượng. Đấy. Nó sẽ không có giá rẻ như những sản phẩm trôi nổi trên thị trường, không có giá rẻ như hàng nhái hàng giả trên thị trường. Cho nên là các anh chị yên tâm kinh doanh, và cái thứ hai là các anh chị yên tâm tư vấn. Và khi các anh chị tư vấn và các anh chị có cái sự cam kết về chất lượng sản phẩm ấy thì khách hàng sẽ tự tin mua của các anh chị. Và khi khách hàng tự tin mua của các anh chị mà chỉ cần họ mua lần đầu thôi, họ dùng sản phẩm họ thấy tốt thì chắc chắn là họ sẽ dùng lần tiếp. Và chắc chắn khi mà dùng lần tiếp rồi ấy, họ sẽ giới thiệu những người khác đang gặp những cái vấn đề đó cho các anh chị. Đó, cho nên là cái việc chăm sóc khách hàng cực kỳ quan trọng ở đây nhé. Các anh chị bán được một sản phẩm thì các anh chị phải duy trì khách hàng đấy là khách hàng trung thành của các anh chị. Có thể 1 tháng sau, 2 tháng sau, thậm chí là 3 tháng sau họ mới mua lại cho các anh chị một sản phẩm cũng không sao cả. Đấy, các anh chị nhé. Đấy, còn đấy là tùy vào cái việc mình chăm sóc khách hàng nữa, là tùy vào điều kiện kinh tế của khách hàng. Đấy, nhưng các anh chị lưu ý là khi mình bán được bất cứ sản phẩm nào thì mình cần phải chăm sóc khách hàng ở đấy để cho họ trở thành những khách hàng trung thành của mình. Và khi họ trở thành những khách hàng trung thành của mình, lúc đó các anh chị mới có doanh số bền vững. Có doanh số bền vững và thu nhập bền vững các anh chị nhé. Đấy, có doanh số bền vững và thu nhập bền vững. Đó. Thế vậy thì cái việc mà chủ động hỏi khách hàng ấy, hỏi thăm khách hàng ấy, thì khách hàng sẽ cảm thấy là mình được quan tâm, đúng không anh chị? Đấy. Và ngoài cái việc cảm thấy mình được quan tâm ấy, thì khách hàng còn thấy là cái sự chuyên nghiệp của mình nữa. Cái sự quan tâm chăm sóc sau mua, cái sự chuyên nghiệp của mình nó bán hàng thế nhưng mà không phải là bỏ rơi mình thích dùng thế nào thì mình dùng. Đấy, hàng ngày nó vẫn hỏi thăm, thế vậy thì yên tâm dùng rồi. Quá là yên tâm luôn, bởi vì là có vấn đề gì cái khi nào hỏi thăm cái là nói luôn. Đúng không anh chị? Đó, thế vậy thì mình có sự chuyên nghiệp và có sự uy tín, đúng không ạ? Đấy, chuyên nghiệp và uy tín. À, uy tín không phải là chính bản thân mình mà uy tín đối với cả công ty Rocky nữa. Đấy, nếu như các anh chị chăm sóc khách hàng tốt thì các anh chị sẽ tạo được cái sự chuyên nghiệp đối với công ty Rocky và tạo được cái sự chuyên nghiệp đối với chính cả bản thân của các anh chị luôn. Đấy. Và bước thứ tư anh chị nhé, bước thứ tư ạ. À, bước thứ tư là sẵn sàng phản hồi kịp thời.
À, khi khách hàng mà có vấn đề gì hoặc là khách hàng hỏi bất cứ cái gì về sản phẩm ấy, thì các anh chị cần phải phản hồi kịp thời đối với khách hàng. Các anh chị lưu ý cái đấy. Bởi vì là khách hàng hỏi nhưng mà lại một hai hôm sau mới trả lời. Có không ạ? Các anh chị có gặp trường hợp đấy không ạ? Các anh chị có đang đang trong trường hợp đấy không ạ? Đặc biệt là các anh chị mới còn chưa tự tin về sản phẩm, các anh chị mới còn chưa hiểu nhiều về sản phẩm, là chưa biết chăm sóc khách hàng như thế nào. Các anh chị có đang bị bỏ quên không ạ? À, có đúng không ạ? Bạn Linh Nguyễn này, bạn Hồng Nhung này, đúng rồi, bạn Hằng, vậy là mất khách các anh chị đúng không ạ? Đấy. Nếu như mình không phản hồi kịp thời ấy, thì khách hàng sẽ không có niềm tin với mình nữa. Đầu tiên là bị một cái gì đó mất niềm tin. Đấy. Dù mình sau đấy mình có cái lời xin lỗi, mình vẫn bị mất một chút niềm tin nào đó anh chị ạ. Đấy, cho nên là cái việc phản hồi kịp thời, sẵn sàng phản hồi kịp thời rất là quan trọng anh chị nhé. Nếu khách hàng có hỏi thì phân vân gì hoặc có khó khăn gì về sản phẩm là các anh chị cần phải có những cái sự phản hồi kịp thời với khách hàng, để tạo sự chuyên nghiệp, để tạo sự uy tín và tạo niềm tin với khách hàng, thì mình có thể chăm sóc và hướng dẫn cho khách hàng mua nhiều sản phẩm khác hơn. Đó. Thứ năm các anh chị nhé, thứ năm là mong muốn nhận được sự chia sẻ của khách hàng. Đó. Có nghĩa là bản thân mình nhé các anh chị, bản thân mình luôn luôn phải lắng nghe. À, chứ đừng khách hàng nói một câu là mình nhảy vào mình nói đến ba bốn câu. Các anh chị nói ít hơn khách hàng, cho khách hàng nói nhiều hơn đi các anh chị. Đấy. À, khách hàng thích nói gì thì nói. Thế sau đó thì mình sẽ bản thân thì khi đi chia sẻ thì nói ít lắm các anh chị. À, kể cả làm về cái sản phẩm máy lọc nước ấy. Máy lọc nước mà cái sản phẩm giá trị ấy, mình cũng nói ít lắm, mình không nói nhiều đâu, nói những cái ý chính thôi, những cái cần nói thôi, còn những cái gì mà không cần nói thì thôi. Đừng nói nhiều ạ. Mình chỉ cần so sánh cho họ biết là cái sản phẩm họ đang dùng và cái sản phẩm của mình như thế nào thôi. Đấy, và giải quyết các khó khăn. Khi khó khăn gì thì mình tìm hướng giải quyết được những cái khó khăn đó thì chắc chắn là khách hàng sẽ tin dùng và dùng trung thành với các anh chị. Đó. Ok ạ. Thế vậy thì khi mà các anh chị mong muốn nghe những cái chia sẻ, những cái cảm nhận của khách hàng, mong muốn mà mình khi mà mình hỏi khách hàng là em rất là mong muốn nghe được những cái chia sẻ của chị, xem chị dùng sản phẩm như thế nào, thì xem khách hàng phản hồi như thế nào, thì đây cũng là một cách tốt nhất cho các anh chị có kinh nghiệm về sản phẩm. Đấy. Ví dụ như là khách hàng nói là em ơi chị dùng một tuần rồi mà vẫn thấy rụng tóc thì làm sao, đúng ạ, mình giải thích như thế nào. Hay là mình có những cái khó khăn như thế nào đó, thì mình phải có được những cái sự mong muốn để mình nghe lắng nghe cái lời chia sẻ của khách hàng, thì lúc đấy mình mới có được nhiều kinh nghiệm. Thì vậy thì để có nhiều kinh nghiệm thì mình phải nói chuyện nhiều các anh chị, đúng không ạ? Dù những cái chia sẻ của khách hàng là tích cực hay là tiêu cực, hay là những cái chia sẻ tốt hay là những chia sẻ mà không tốt, thì các anh chị đều phải lắng nghe để mình có hướng giải quyết. Còn mình không không cần phải chia sẻ nói nhiều bằng cái chất lượng các anh chị, khi mà chất lượng sản phẩm nó sẽ khẳng định được cái thương hiệu của các anh chị và cái niềm tin của khách hàng đối với các anh chị. Đấy. Thế và bước cuối cùng thì vừa nãy thì Vân cũng nói rồi, đấy là cái xây dựng cái chính sách ưu đãi cho khách hàng. À, nếu khách hàng mua sản phẩm lần thứ hai thì mình sẽ có những chính sách ưu đãi cho khách hàng như thế nào chẳng hạn, hoặc là tặng sản phẩm hoặc là gì đấy. Đấy, thì đây cũng là một cái bước mà không thể thiếu trong cái quy trình chăm sóc khách hàng sau khi mua hàng. À, bởi vì là khi mà bạn có những cái ưu đãi cho khách hàng ấy, đã từng mua hàng của các anh chị ấy, thì các anh chị sẽ có được những cái đơn tiếp theo. À, có những được cái đơn tiếp theo khi mình tư vấn khách hàng này, bởi vì là trong cái kệ của trên cái kệ của mình thì có rất là nhiều sản phẩm, đúng không anh chị? À, vô cùng nhiều sản phẩm, cho nên là khi mà mình có bên BDP sản phẩm này có những cái chính sách mới về này, có chính sách mới gì này, có những ưu đãi gì, các anh chị hoàn toàn có thể chia sẻ. À, còn hoàn toàn có thể chia sẻ cho khách hàng để mình giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm mới này, rồi tư vấn cho khách hàng để mình làm sao mình có những cái đơn tiếp theo. Thế và đặc biệt là
khi mà xây dựng cái chính sách ưu đãi thì lúc đấy các anh chị chính thức là xây dựng được cho mình cái khách hàng trung thành này các anh chị, khách hàng trung thành và cái khách hàng lâu dài cùng với các anh chị. Đấy. Và để xây dựng được những cái khách hàng trung thành và khách hàng lâu dài thì mình cần phải có những cái buổi có những cái chính sách, có những cái phần hỗ trợ để cho khách hàng có thể tự tin để dùng sản phẩm và tự tin để mua sản phẩm của mình. Đó. Thì đây là cái 6 cái bước chăm sóc khách hàng sau mua hàng, sau mua hàng mà Thúy thường làm với mọi người. Thực ra thì nói trên Zoom thì nó cũng nhiều nhiều như thế thôi. Thế nhưng mà khi mà mình chia sẻ thực tế các anh chị, khi mình chia sẻ thực tế hay là mình chăm sóc thực tế thì nó cũng đơn giản thôi các anh chị, không quá phức tạp hay là không quá câu từ nhưng mà mình chia sẻ ở đây đâu, thế nên nó thực tế thôi. Và cái quan trọng nhất đấy các anh chị ạ, quan trọng nhất là mình chia sẻ từ tâm của mình, bởi vì là mình đang được kinh doanh với một công ty uy tín, mình đang được kinh doanh những sản phẩm chất lượng, cho nên là với một công ty uy tín với sản phẩm chất lượng thì các anh chị cần phải xây dựng thêm một cái nữa, đó là cái thương hiệu cá nhân của mình, là thương hiệu cá nhân của mình ở cái khu vực của mình, ở cái địa điểm của mình sinh sống. À, khi mình xây dựng được cái thương hiệu cá nhân của mình ở cái khu vực của mình rồi, ở cái địa điểm của mình sinh sống rồi thì tự sản phẩm nó sẽ trôi các anh chị nhé, tự sản phẩm nó sẽ trôi mà các anh chị cũng không quá phải bận tâm vào cái việc mà mình đi bán đâu. Giống như Thúy bây giờ ấy, rất là nhiều khách hàng có thể đến tầm khoảng 5-6 khách hàng đến gần chục khách hàng, hết hết lại hỏi hoặc là cần cái gì là lại hỏi là em có cái này không, em có cái kia không. Thế vậy thì cái quy đối với Robby là thương mại, sàn thương mại điện tử tư vấn mà. Thế vì mình tư vấn thì mình cần phải chăm sóc để cho khách hàng sử dụng sản phẩm trung thành với mình, để cho khách hàng dùng sản phẩm lâu dài với mình, đúng các anh chị? Đó. Thế vậy thì trong một cái thời lượng của buổi tối ngày hôm nay thì Thúy cũng chia sẻ với các anh chị một số cái kinh nghiệm của bản thân mình trong cái việc là bán hàng và chăm sóc khách hàng, để làm sao mình có được những khách hàng trung thành. Và chỉ cần các anh chị có được khoảng từ 20 đến 30 khách hàng trung thành thôi thì chắc chắn một tháng, thì khi mà mình có được những cái khách hàng trung thành thì hàng ngày cái hàng tháng các anh chị sẽ có cái doanh số đều đặn và có cái thu nhập đều đặn đối với cái một cái công việc làm thêm. Thúy thì thực sự là nói thật với các anh chị là rất là bận, gần như là ban ngày thì cũng chẳng làm được cái gì đâu anh chị, bởi vì công việc cơ quan khá là nhiều, chỉ có tranh thủ buổi tối này 5 AM. Thế và khi mà mình xác định được cái học được cái kỹ được cái sản phẩm mà mình bán ấy, mình hiểu được cái sản phẩm mình bán ấy, thì mình ngồi đâu mình có thể nói chuyện được sản phẩm. Đó. Và hôm nay thì cũng chỉ ngồi cùng với một bạn bạn đi đi họp cùng thôi thì cũng bán được hai cái là hộp mà hai cái lọ Empower. Bạn ấy bị đau dạ dày, thế là mình cũng tư vấn cho bạn ấy và cam kết chất lượng sản phẩm. Đấy, quan trọng bạn ấy khách hàng mua của mình là mua cái niềm tin của mình mà các anh chị, cho nên là khi mà mình cam kết chất lượng sản phẩm, bởi vì là rất là nhiều đối với cái sản phẩm đấy thì rất là nhiều người mà có vấn đề về dạ dày uống là hỗ trợ rất là tốt rồi. Và bản thân Thúy Thúy thì không bị dạ dày như anh xã nhà mình là bị dạ dày và dùng cái sản phẩm đó là ok rồi. Thế là mình tư vấn thôi, tư vấn thì khách hàng mình ngồi ngồi đâu mình có thể tư vấn được. Thế thì trong cái thời lượng buổi tối ngày hôm nay thì cũng xin phép được chia sẻ với các anh chị một số cái kinh nghiệm của mình. Chúc các anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, và thì mong rằng là một cái buổi chia sẻ cũng là mình cũng không không phải là giỏi gì đâu, thế tuy nhiên là cũng từ cái kinh nghiệm của mình thôi, từ cái thực tế mà làm nhiều thì ra kết quả thôi các anh chị. Mình cứ nói nhiều thì bán được hàng, nếu nếu một ngày mà mình không nói chuyện về sản phẩm, không nói chuyện về kinh doanh thì cũng chẳng bao giờ bán được hàng đâu các anh chị ạ. Cho nên là cứ mở lời hàng ngày. Thúy thì cái đợt mà Pure Clé cái thực hiện cái chương trình mà bán cái sản phẩm mà Pure Clé 20 triệu được tặng cái nồi chiên hấp đấy các anh chị. Nhà thì có nồi chiên không dầu rồi nhưng mà chỉ mê cái nồi chiên hấp thôi.
Cho nên là gặp ai cũng nói chuyện về cái sản phẩm đấy. Thế là một tháng bán được 20 triệu cái sản phẩm đấy, được tặng một cái nồi chiên hấp của Fujian. Đó, thế thì chúc các anh chị sẽ có được một cái sản phẩm để mình tiếp cận khách hàng hàng ngày, làm sao để mình có ngồi đâu mình có thể nói chuyện được sản phẩm, và có những cái sản phẩm chiến lược để mình có thể lên sao nhảy số nhanh, và đặc biệt là chuẩn bị cho chương trình tốc chiến vào tháng 5 sắp tới. Thì chúc các anh chị sẽ lựa chọn được cái sản phẩm chiến lược của mình để vào tốc chiến. Và Thúy xin phép được dừng phần chia sẻ của mình tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin được chuyển mic lại cho mentor 3 sao Vân Tống. Xin cảm ơn ạ. Rồi, ok các anh chị ơi, nãy giờ các anh chị nghe phần chia sẻ của chị Thúy có giá trị không ạ? Các anh chị có muốn được bán nhiều sản phẩm giống như chị Thúy không ạ? Rất là hữu ích cho chúng ta đúng không ạ? Vân thấy rằng là qua cái phần chia sẻ của chị Thúy thì đâu đó nó cũng sẽ giúp ích cho chúng ta một vài những cái quy trình, một vài những cái bước cơ bản để mà chúng ta có thể hiểu, để mà mình có thể chăm sóc khách hàng. Khi mà chúng ta tiếp cận khách hàng, chúng ta bán được một đơn hàng, nó không phải dừng ở đó các anh chị, mà nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ trở thành chuyên nghiệp, và chúng ta chính là một cái chuyên gia bán hàng. Chúng ta sẽ trở thành là những storyteller ở Grabby, thì chúng ta phải là tạo ra được những cái khách hàng trung thành và những cái khách hàng trọn đời của mình đúng không ạ? Hãy bán 100 sản phẩm cho một khách hàng các anh chị. Các anh chị hãy tiếp tục cảm ơn những cái những cái phần chia sẻ của chị Thúy đi các anh chị. Và với những cái sự kết hợp và Vân mời đến đây cái phần chia sẻ của chị Thúy thì đâu đó có thể mang lại, hy vọng là mang lại những cái giá trị cho các anh chị. Được không ạ? Vậy thì bây giờ không biết rằng là chị Thúy ơi, mình có gọi giống như là mình có còn đủ thời gian, hoặc là mình có thể là quay lại một chút xíu. Các anh chị có muốn mình thực hành không các anh chị? Thực hành thực chiến không ạ? Cái này là hết Ok các mentor anh chị. Có không ạ? Mình có muốn hấp mình hoặc là các anh chị, Vân sẽ ưu tiên cho một các anh chị nào đó mình nhanh nhất có thể mình giơ tay lên, sẽ đưa cái trường hợp của các anh chị. Thôi bây giờ để hỏi ý kiến của chị Thúy nha. Chị Thúy ơi, mình sẽ cho bao nhiêu trường hợp đây, bao nhiêu trường hợp để mình có thể xử lý giùm cho tất cả các anh chị trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Vân sẽ ưu tiên cho các anh chị là một trường hợp là từ bản thân Vân nha. Rồi còn với chị Thúy thì không biết là, tại vì chị Thúy hôm nay là khách mời các anh chị, Vân cũng chỉ là dạng giống như là mình mời chị Thúy về đây để giao lưu với các anh chị, thì các anh chị có muốn là mình sẽ được ưu tiên, mình sẽ được giải đáp không ạ? Không biết là chị Thúy sẽ dành bao nhiêu phần, mình có thể chia sẻ cho các anh chị bao nhiêu phần, một phần hay một suất hay là 2 suất hay gì đó. Ok, mình có thể trao đổi khoảng tầm 10-15 phút được, tùy câu hỏi của mọi người nhé. Rồi Rồi. ok, vậy thì mình sẽ chốt 2 suất nha, Vân 1 suất nữa là thành 3 suất các anh chị. Bây giờ mình sẽ nhờ chị Thúy sẽ hỗ trợ cho hai thành viên. Đây Vân thấy chị Phương là một ha. Bây giờ Vân sẽ mời chị Phương lên. Rồi cả nhà nhớ nha, là mình chỉ có 2 suất thôi. Mình chỉ có 2 suất với chị Thúy nha. Bây giờ Vân mời chị Phương, mình mở mic lên nha. Alo, xin chào em. Rồi ok, chào chị Phương. Mình có thể Chào giới mừng. thiệu sơ một chút xíu về về bản thân mình và mình vào Robby được bao nhiêu lâu nha chị? Xin chào tất cả mọi người, 626 thành viên đang tham gia nhóm đấy ạ. Chị Phương mới vào tháng 11, nửa tháng 11 của 2021. Được một người bạn mentor sàn 16 là Giáp Mai giới thiệu. Chị thấy đã rất bị những cái sản phẩm đi trải nghiệm rồi á, thì đa số cực kỳ là tốt. Giờ chị nếu muốn thấy cái lò lọc, cái máy máy lọc nước của chị thì cũng mới mua, nhưng mà chị cũng muốn thấy cái lò lọc, thì nếu như một mình chị đặt thì họ về đấy để thấy lò lọc của chị không? Chị rất là mong muốn là có được cái nguồn nước để giúp chữa bệnh, chẳng hạn như chồng chị là bị gút, chồng chị bị gút này, rồi là bị dạ dày ở đại tràng này. Nếu mà mình uống được mà cải thiện đó thì chị thấy là nó là cực kỳ tuyệt vời.
Thì chị muốn hỗ trợ là về để thay loại lọc cái gì thì chị có thể quá độ mình quảng cáo chứ chưa Thì mà lại nguyên thì cũng chưa đủ điều kiện để lấy mình phải thay loại lọc đã và ok mình chị Phương, em hiểu câu hỏi của chị Phương rồi. Chị Phương đang muốn thay lõi lọc để có nước kiềm, nước kerosene đúng chị Phương đang dùng cái máy cà rốt phí á. không? Dạ, máy karaoke hoàn toàn có thể thay được lõi lọc chị nhá. Thế và chị đặt trên kệ Robby cái lõi lọc, bộ lõi lọc là 2,2 triệu. Khi chị đặt về đến nơi, chị nhận hàng trả tiền, sau đó thì sẽ có nhân viên lắp đặt đến cho chị ạ. À, bây giờ là bên Thế giới lọc nước đang hỗ trợ. Trước đây á, cách đây khoảng tầm khoảng tuần hay chục ngày gì đấy thì là chưa được hỗ trợ cái lắp đặt cái máy lõi lọc đâu các anh chị. Thế nhưng mà bây giờ ấy thì mua lõi lọc là các anh chị cũng được lắp đặt, đã được lắp đặt miễn phí đấy các anh chị nhá. À, cho nên là nếu mà chị Phương mà mua lõi lọc, mà bộ lõi lọc có 2,2 triệu thôi, mình được mình là đại lý, mình đã được chiết khấu là 499.000 rồi. À, 499 gì đấy, thì mình chỉ cần mua về nhận hàng và công ty sẽ có bạn nhân viên lắp đặt có chị để đến lắp đặt giúp chị nhá. Dạ Chị ok chị. à, để lúc đang về thì nhân viên để lắp cho luôn hay là mình gửi nhận hàng Không trước ạ, đấy? à, chị nhận hàng là bên giao hàng sẽ giao hàng cho chị. Thế và bên lắp đặt thì sẽ điện cho chị để khớp cái thời gian lắp, mình ở nhà lúc nào, hoặc là mình có thời gian khớp thời gian chị ở nhà lúc nào thì nhân viên về đến lắp đặt cho chị được chứ. Mạng của chị Phương hình Được, như phải 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 với chị đi làm chứ nếu nếu phải thì phải thống nhất được. dạ ok chị Phương còn câu hỏi gì nữa không ạ? Muốn hỏi vậy mà để tôi để dành cho người khác Dạ ấy. ok cảm ơn chị nhé. Rồi ok cả nhà, rất là tiếc cho chị Phương ha, tại vì á cả nhà biết không ạ, Vân dành cái sự gọi là mời chị Thúy ở lại để hỗ trợ cho mọi người về cái trường hợp là và chăm sóc và cái trường hợp mọi người đang chưa chưa hỗ trợ được cho khách hàng đó để tạo khách hàng trung thành. Còn cái này là chị Phương đặt cái câu hỏi đó là về cho bản thân mình. Cho nên là chị Phương đã bỏ mất một cái cơ hội quý giá của mình rồi nha. Rồi bây giờ là sẽ mời chị Lê Phúc ở Bình Dương. À, mình giúp giùm Vân là mình sẽ cùng nhau mình mở mic lên để đặt câu hỏi. Các anh chị nhớ mình đi đúng đúng cái nội dung nha các anh chị, đúng cái chủ đề nha. Dạ, rồi em chào chị Kim Thúy, chào Vân Tống nhé. Chị Kim Thúy ơi, hỗ trợ dùm em câu hỏi này với. Tại vì thường cái tâm lý mà khi mình đăng bài trên trang cá nhân đó chị, thì hầu như là bạn bè với lại người thân với lại những cái khách hàng mà mình cũng lân la làm quen, mình nói chuyện trước khi là bán thì mình làm bạn rồi này kia đấy. Nhưng mà đến khi mình đề cập về vấn đề hàng hóa hoặc là quan tâm về nhu cầu chẳng hạn này kia thì họ lại thường hay đề phòng á chị. Nên mà em không có bước qua được cái rào cản đấy á chị, nên thường mà tiếp xúc với khách hàng em đang bị mắc ở cái đoạn đấy, thì không biết là mình tiếp xúc với khách hàng như thế nào để nó mang lại cái hiệu quả cao nhất và khách hàng họ không có đề phòng cái tâm lý là mang tâm lý là một người khách hàng và mình này đang chắc là để đang đi móc túi của họ đây hay là này kia. Mình thì luôn mang cái tâm thế là cho đi và chia sẻ cho họ những gì tốt nhất, nhưng mà họ lại cứ nghĩ là mình đi bán hàng thì họ mình chỉ là để hỏi han lân la để mình lại móc tiền của họ thôi, nên thành ra là họ cũng mang cái tâm lý đề phòng á chị, nên em thường là tư vấn mà Ok, Lê Phúc nhá, mình hiểu câu hỏi của bạn rồi. Là mình cho mình hỏi lại là bạn đang muốn tiếp cận khách hàng lạ hay là khách hàng quen? dạ lạ cũng có mà quen cũng có chị, hầu như là lạ thì thường là em cũng tiếp cận từ từ thôi, cũng cả 1-2 tháng rồi em với đề cập về vấn đề là nhu cầu Cái dùng sản phẩm hay này cho mình kia. hỏi luôn này, cái khách hàng mà bạn tiếp cận ấy mà 1-2 tháng bạn ấy mới nói chuyện sản phẩm ấy thì bạn nói chuyện sản phẩm gì? À không, ý là em nói là hiện tại trên kệ của em thì đang có rất là nhiều sản phẩm á, thì không biết là nhu cầu của gia đình mình có đang có nhu cầu dùng gì không thì có thể ủng hộ À. mình, chẳng hạn bên mình thì sản phẩm rất là chất lượng này Rồi kia rồi mình hiểu. em cũng. Bạn đang hỏi câu hỏi là gọi là yes no question. À, hỏi câu hỏi có hay không thì câu trả lời khách hàng là không là đúng rồi. Không là đúng rồi. À, bởi vì là bạn đang hỏi câu hỏi có hay không thì mọi người mà hỏi câu hỏi có hay không thì phần nhiều khách hàng sẽ trả lời không.
Bởi vì họ đang có một cái tư thế đề phòng giống như bạn nói đấy. Đấy, họ đang sợ mình đang móc tiền ở túi họ ra. Cho nên là khi mà bạn chia sẻ ở trên Facebook ấy thì bạn phải đăng bài theo cái tuyến bài, năm cái tuyến bài của mình nhé. Đấy, đăng bài mà như không bán hàng mà như không bán. Thì đăng một cái bài thì bán cái máy 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 rửa bát đấy các anh chị. Đợt trước Tết bán máy rửa bát đấy. Thôi thì chân chỉ có bán đâu. Chỉ có đang bán đâu mà tự nhiên bán được máy rửa bát. Thì đăng cái chỉ có đăng một cái đoạn video trong cái phim là Về nhà đi con ấy. Về nhà đi con, và cái đoạn mà Thư gọi Dương là bát bao nhiêu không chịu rửa đấy các anh chị. Thì đăng mỗi cái đoạn video đấy thôi. Vấn đề rửa bát là vấn đề đang rất là bức xúc của mỗi gia đình đấy. Nếu mà anh chị nào mà gia đình nào mà không muốn bức xúc thì IB cho em đấy, chỉ có mỗi cái câu đấy, đăng cái video đấy lên thôi mà bán được cái máy rửa bát. Đấy, cho nên là cái việc tiếp cận khách hàng lạ ấy thì với khách hàng quen ấy thì mình phải xác định đúng nhu cầu xong hãy hãy nói chuyện. Đừng bao giờ hỏi là chị ơi siêu thị của em mà có những cái này chị mua cho em đi, hoặc là có nhu nhà có nhu cầu gì thì dùng lên. Những cái câu đấy chỉ dành cho người thân của mình thôi, cô dì chú bác nhà mình thôi, người quen của mình thôi. Chị siêu thị của em có đủ các thứ, mua ủng hộ em một thứ đi đấy. Họ khẳng định luôn, chị siêu thị của em có tới gần 30 sản phẩm, mua ủng hộ em một thứ nào đi. Đó, thế là ra có cái gì nào ra đây tôi mua cho. Đấy, câu đấy chỉ dùng cho người thân người quen của mình thôi. Câu đấy mà dùng cho người lạ thì câu trả lời của bạn sẽ là không. Đấy, bởi vì là người lạ, mình biết là người ta có nhu cầu gì. Thế người lạ là bạn phải phải ví dụ như là cái người mà không quen ấy, không quen, bạn không quen biết mà bạn gặp ấy, thì bạn nếu mà bạn muốn bán máy lọc nước thì bạn bạn phải xác định đúng cái sản phẩm bán. Nếu mà thấy da người ta nám ấy thì ở chị tại sao lại để da nám như thế này? Đấy. Bây giờ mà vẫn chị vẫn còn để da nám như thế này à? Chưa có biện pháp nào để xử lý à? Có cần xử lý không? Em xử lý cho. Đó, thế là người ta mở lòng, người ta ô xử lý được à? Thế xử lý như thế nào? Người ta hỏi, thế là mình có cái câu là mình tư vấn rồi, đúng không ạ? Đấy, thì mình khi mà người lạ là mình phải, nếu mà trên Facebook thì không nói, bởi vì Facebook nó tùy thuộc, người ta có nhu cầu thì mình đăng, người ta có nhu cầu thì người ta sẽ hỏi. Thế còn khi mà khách hàng lạ, khách hàng xung quanh mình ấy, cho nên thì nói với các anh chị là khi mà các anh chị nhìn thấy ai xung quanh mình cũng là khách hàng của mình ấy, thì lưu ý chính thức anh chị làm copy, chị là chính thức là bán hàng. À, nhìn thấy ai cũng xung quanh mình cũng là khách hàng của mình thì luôn luôn mình sẽ tìm được cái nhu cầu của khách hàng. À, ví dụ như là đơn giản như ngồi cạnh chị, nhà chị đang dùng máy lọc nước gì đấy, anh nhà anh đang dùng máy lọc nước gì đấy, à, máy có kiềm với hydrogen không? Không biết kiềm là gì, hydrogen là gì đâu. À, thế thì để đấy chiều em sang em sẽ thí nghiệm nước cho xem là nước có đảm bảo không mà uống không. Nước 70% cơ thể là nước mà bây giờ không không biết kiềm không biết hydrogen là gì là sao? Đó, quát cho người ta một trận đi. Thế xong rồi chiều đến thí nghiệm nước, đấy, tư vấn nước, chốt máy lọc nước. Không tư vấn, không chốt được máy lọc nước thì chốt cái nhỏ nhỏ khác cũng tốt rồi. Em đầu tư Đó. máy lọc nước đây mà em chưa chốt được máy lọc nước cho ai luôn á. Thường là mình mà cái tâm lý chẳng hạn như đơn giản thôi, em tư vấn Ờ. cái thay cái bộ lõi á, mà em nói là bây giờ mình nên dùng cái loại nước mà có kiềm có hydrogen á, vẫn xin đến nhà người ta tử nước, nhưng mà ý là thay lõi Đấy bên là cái ngoài thì họ gì? chỉ có 600 à, còn thay lõi bên mình 2,2 triệu, họ kêu là thôi nhiều tiền quá, giờ kinh tế đang khó khăn á. Xong rõ ràng em biết người thân Bạn có em thí có nghiệm nhu nước cho cầu người ta về cái xem không? Bạn có thí nghiệm nước cho người ta xem không? có luôn đó chị. Có luôn. Ừ. Có Dạ, luôn đúng là em thì không có bút bút đo các cái không? TDS này kia, em chỉ có kiềm với lại hydrogen thôi. Em có cái lọ thuốc thử để em thử kiềm với lại hydrogen, cái bút đo hydrogen á. Nhưng mà em vẫn chưa chốt được cái khách hàng về bên máy lọc nước, là Thế em đã thì tự đầu tư cho mình. để về học kỹ lại thêm về máy lọc nước nữa. Rồi, Dạ, ok, cảm ơn với bạn. Bạn cả còn cái này trao này đổi gì em nữa không? hỏi cái này xíu á. À, ý là em vẫn biết là người thân của em đang có nhu cầu bên cái, nghĩ là có vấn đề về mắt á, giống như là thời điểm đây thì dùng máy tính rồi điện thoại nhiều á, tại vì công việc phải làm trên điện thoại với máy tính nhiều á chị, thành ra là mắt kém mà. Tư vấn để chốt cái lọ dầu cá chị, mà nói chung là họ cứ giống như là bảo là thứ nhất là sản phẩm cao này, thứ hai nói chung là nhiều lý do lắm á, mà rõ ràng biết là nhu cầu của họ đang cần, mà mình thì biết là bên mình có sản phẩm tốt để mang đến cái giá trị cho họ đấy, nhưng mà họ cứ đề phòng, rồi em cũng quanh quẩn mãi chốt mấy lần rồi cũng không được.
bạn bạn hỏi nhiều câu hỏi là về tư vấn khách hàng hơn là chăm sóc khách hàng sau mua. Đấy, thế nhưng mà cái việc mà tư vấn khách hàng ấy thì mình tìm nhu cầu, mình phải tìm cả kinh tế của họ nữa, họ có đủ điều kiện để họ mua không, có đủ niềm tin với bạn không, bạn đã nói cho họ biết những cái sản phẩm mà đấy nó có những ưu việt gì không đó. Thì hôm nay thì là cái buổi về chăm sóc khách hàng sau mua, cho nên là cái để tư vấn khách hàng thì tùy từng sản phẩm để mình có thể tư vấn các anh chị ạ. Đấy, sản phẩm nào mình cũng có thể là mình tiếp cận để mình tư vấn được, thế nhưng mà nó còn tùy thuộc vào đối tượng khách hàng nữa, mình còn phân loại đối tượng khách hàng nữa. Nói chung là cái phần này nhà chắc là Vân sẽ hỗ trợ chị Phúc một chút xíu nha, tại vì Vân đang sử dụng Super Omega 3 của bên Lina và Vân đã dùng khoảng tầm là một tháng nay và mắt của mình nó đỡ rất là nhiều. Vậy thì cái việc của chị đó là bây giờ chị đừng có nghĩ đến cái vấn đề của khách hàng, mà chị phải đi tìm cái hướng giải quyết là vấn đề của họ đó là sản phẩm nó giá giá trị của cái việc là khi mà chị nói về cái giá của cho họ và họ chưa có sử dụng đúng không, và vẫn chưa chốt được đúng không. Vậy thì chị đừng tập trung vào cái việc đó, mà chị hãy tập trung vào cái việc đó là giải quyết cái vấn đề của họ đi. Cái vấn đề của họ ở đây là gì? Họ bị vấn đề về mắt đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải làm sao đưa cho họ được những cái sự liên quan đến cái vấn đề mắt của họ đã, chứ họ không nhìn vào cái giá trị giá của sản phẩm, mà phải nhìn vào cái giá trị của sản phẩm. Tại sao nó lại là 700.000 660 viên mà nó không phải là 300.000 mà 300 viên. Vân nhớ có một cái trường hợp là khách của Vân á, một cái chị khách đó, chị nói là chị mua cái dầu cá có 300.000 mà 300 viên. Thì Vân mới thấy rằng một điều đó như thế này nè các anh chị, là họ chưa hiểu gì về những cái dầu cá hết. Vậy thì bây giờ mình quay lại mình hỏi họ nè, vậy thì chị dùng nó có hiệu quả không? Chị thấy nó như thế nào? Mình phải quay lại mình hỏi khách hàng, mình đừng đi trả lời khách hàng, mà mình phải hỏi ngược lại khách hàng. Vậy thì chị đã dùng cái sản phẩm gì rồi? Chị đã có đi khám chưa? Mình xem coi là mình đang bị ở cái mức độ nào. Bây giờ nếu như họ bị mức độ nặng thì chúng ta phải bắt đầu vẽ cho họ. Vậy thì nếu như chị để nặng thì bắt đầu mắt của chị nó kém, chị sẽ làm việc như thế nào nè, nó sẽ x, y, z gì đó, những cái vấn đề xảy ra. Hoặc là ví dụ như họ đã sử dụng sản phẩm rồi, vậy thì sản phẩm của họ dùng trong bao nhiêu lâu, có cải thiện được không? Cải thiện được thì cải thiện bao nhiêu phần trăm? Chị phải so sánh được những cái vấn đề đó chứ. Còn nếu như mà chị cứ tập trung vào cái việc đó là giá, họ không nhìn được cái giá trị của cái sản phẩm của mình đưa cho họ. Họ chỉ nhìn vào cái vấn đề giá trị của sản phẩm thôi. Cái trị giá của sản phẩm thôi. Mà chưa họ chị chưa mang đến cái giá trị của cái sản phẩm cho họ thấy được. Vì sao họ phải bỏ 750 để họ mua một hộp lọ Super Omega 3? Và ngoài cái việc mà hỗ trợ về mắt thì họ được gì? Chị phải cho họ nhiều cái được, thì từ đó họ sẽ không còn từ chối về vấn đề giá nữa. Được không ạ? Một số những cái nhãn hàng mà trong quá trình Vân và chị Thúy đào tạo cho mọi người á, thì Vân sẽ nói và mọi người về hỏi những cái mentor của mình để xin link vào nha. Đầu tiên đó là Lina. Lina các anh chị. Thứ hai đó là Phú Thái. Thứ ba là Thế Giới Lọc Nước ha. Và thứ tư đó là Empower Cucumin. Bốn cái sản phẩm mà trong quá trình ngày hôm nay ha, ngày hôm nay và Vân với lại chỗ chị Thúy có hỗ trợ cho mọi người. Rồi, thì mọi người không tận dụng đúng cái câu hỏi này, không có đúng tận dụng cái cơ hội nha. Rồi, vậy thì Vân sẽ cảm ơn phần hỗ trợ của chị Thúy hai câu như là mình đã hứa hẹn. Và Vân sẽ dành một câu nữa, đó là cho anh Đoàn Hảo ạ. Hình như anh ở Cần Thơ đúng không ạ? Anh ở Cần Thơ đúng không ạ? Rồi ok ha, bây giờ Vân sẽ... Cảm ơn chị Kim Thúy và cảm ơn Vân Tống rất là nhiều. Chị Thúy ơi, cho em xin lại cái slide của cái bước 2 với chị. Dạ em cảm ơn ạ. Vui quá à các anh chị. Chúc mừng Lê Hoàng vào nghe chia sẻ dầu gội là em giới thiệu được một bộ. Chúc mừng nha, chúc mừng thành viên đã chốt được một bộ dầu gội ha. Rồi xin chúc mừng. Rồi em mời anh có mở mic được không? Nghe không cô Giang? Dạ, rồi. Chào cả nhà mình ha. Anh có câu hỏi này thôi, tức là có chia sẻ anh bán sản phẩm cái nắp tận Uchi mà số 3 đó. Cho một hộp thì cho con của đứa cháu, một hộp thì con của giáo viên trường,
Tuy nhiên là sau khi sử dụng hết đó, mình có điện lại hỏi thì trả lời là hầu như là cái sữa của mình là nó không phù hợp với bé, tức là bé nó không chịu uống. Thì lúc đó thì nói chung mình cũng hơi bối rối, không biết tư vấn làm sao, thì có nói thôi để sẽ nghiên cứu lại cái dòng sữa khác cho phù hợp hơn. Thì bên kia ta cũng ok vậy thôi, nhưng mà hiện tại thì mình chưa chưa bán được cái sữa sữa khác cho khách đó. Thì mình nghĩ là chỗ thường thường là bé thì nếu mà nó uống cái sữa của mình mà từ từ số 1 dài lên thì phù hợp hơn. Mà người ta trước đây người ta uống cái dòng sữa khác, bây giờ giới thiệu dòng sữa của mình thì hầu như là các bé nó chưa làm quen, nó không chịu uống cái gì đó. Cái này mình tư vấn làm sao? Dạ ok. Đó là người thân của mình đó đúng không ạ? Dạ. Riêng về sữa thì trước tiên để mà giải đáp cái câu cho anh Hảo thì Vân sẽ nói chút xíu về sữa nha các anh chị. Và khi mà sữa các anh chị, với những cái trẻ em, người lớn tuổi thì mình còn đỡ, và với trẻ em thì khi mà bắt đầu là một cái tâm lý của cái người 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 của các bậc phụ huynh, tại vì Vân làm giáo viên mầm non cho nên là Vân rất là hiểu cái cảm giác của bậc phụ huynh, là khi mà con của họ sử dụng được một cái sản phẩm sữa nào đó mà phù hợp thì họ sẽ rất là thích, và để mà chuyển đổi cái sữa của họ đó chính là một cái vấn đề các anh chị. Vậy thì trước khi mà các anh chị đã bán sữa thì các anh chị phải nghiên cứu thật là kỹ. Không biết là anh Hảo là mình đã học kỹ về vấn đề sữa chưa? Và đó, đó chính là một cái sai lầm mà mình rút ra được đúng không ạ? Chỉ qua một cái vấn đề em nói thôi là anh thấy là anh rút ra được một cái bài học chưa? Đó chính là một cái kinh nghiệm của mình cho những cái trường hợp khách hàng tiếp theo của mình nha. Anh nhớ giúp dùm em nha. Đặc biệt là những trẻ em. Thì cái sữa hiện tại là cái Dr. Nutriba đó. Thì không biết rằng là anh đang sử dụng cho bé đó là ở độ tuổi bao nhiêu? Là trên 1 tuổi anh, trên 1 tuổi. Dạ, trên 1 tuổi, dạ. Đúng là sử dụng được. Nhưng mà theo em thì mình có thể sử dụng cái sữa số 2. Cái sữa số 2 là sẽ trẻ cho từ 12 cho tới 36 tuổi. 36 tháng. 36 tháng. Thì mình nên dùng cái sữa đó. Tại sao nó lại có phân khúc theo cái độ tuổi như thế? Mặc dù là em biết là sữa số 3 nó vẫn sẽ cho trẻ từ 1 tuổi trở lên vẫn sử dụng được. Nhưng mà mỗi cái giai đoạn, ví dụ như ở độ tuổi là 1 tuổi và 2 tuổi, nó đang nằm ở trong cái phân khúc, nó nằm ở trong cái giai đoạn là 1.000 ngày đầu đời. Thì cái việc mà tăng cường cái hệ miễn dịch và cái hệ tiêu hóa của nó cực kỳ quan trọng. Nó rất là quan trọng. Cho nên là đôi khi mình chỉ cần có một cái sự sai sót thôi là... và cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là sử dụng nó có phù hợp hay không phù hợp. Bây giờ phương án, sau khi mà em nói, em phân tích cho anh hiểu rồi đúng không ạ? Thì bắt đầu bây giờ mình sẽ đi ra và bắt đầu mình phương án nè. Bây giờ thì anh phải hỏi kỹ lại, anh đã hỏi kỹ là bé bị như thế nào chưa? Sử dụng nó phản ứng như thế nào? Và so với cái sữa cũ của bé dùng như thế nào? Cái việc ở đây là mình phải trấn an được cái tâm lý của cái người khách hàng, đặc biệt là người thân nữa. Cái người thân á, nó sẽ khó chăm sóc hơn và khó lấy cái niềm tin hơn so với là người xa lạ. Theo kinh nghiệm của em là như thế nha. Chứ em nói em học với anh luôn, để thuyết phục người thân nó khó hơn là thuyết phục người xa lạ luôn á. Vậy thì anh có ba trường hợp. Tức là trường hợp, ba trường hợp anh bán sữa số 3 là cho người thân hết. Tức là một con có đứa cháu. Hai trường hợp là một trường hợp là con học sinh ngày xưa, một trường hợp là con giáo viên. Thì người ta nói là con ta cũng tương đối lớn rồi, con ta cũng khoảng là hơn 3 tuổi. Cho nên anh mới tư vấn là sử dụng cái sữa số 3 của mình. Thì ba trường hợp đều uống xong anh hỏi trải nghiệm thì một con đứa cháu thì nó trả lời là do anh uống vô sao bị bó bình thường. Anh mới giải thích là cái sữa này thì nó cải thiện được táo bón, mà sao mà con uống bón thì có thể mình pha loãng. Thì bữa sau nữa điện thoại lại là hỏi tư vấn tại sao, thì nó nói thôi con cho bé nó uống sữa cũ không uống sữa mới. Còn hai trường hợp kia thì phụ huynh ta trả lời là con không chịu uống, tức là uống bị lạc hơn sữa cũ, ta không chịu uống. Còn một trường hợp là bé này nhỏ đó, anh tư vấn là sữa số 1 là uống từ đầu đến bây giờ thì cứ hết là alo thầy ơi gửi cho con thêm, alo gửi cho con thêm, thì
nếu uống từ bé đó, dạy lên thì anh thấy phù hợp, mà người ta uống cái dòng sữa kia rồi mà ở độ tuổi từ 3 tuổi trở lên mình giới thiệu nghe sữa số 3 là sữa số 3 mình hầu như là nó không phù hợp, nó lạc miệng thôi đó. Ok. Thường nha anh, cái người Việt Nam mình á, thật sự luôn á, là rất thích cái vị ngọt là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà cái nếp sống gia đình của họ thì nó sẽ, đứa trẻ nó cũng sẽ quen luôn, nó cũng sẽ quen luôn. À, cho nên là đôi khi là cái vị nó đã quen rồi. Và trẻ em á thì cái thức ăn hay là cái thuốc mà nó uống á, cái nước mà nó uống á, thì nó cũng sẽ phải, nó cũng sẽ, hoặc là thậm chí luôn cái mùi của nó hơi có một chút xíu, cái mùi là nó hơi hơi khó chịu một chút xíu là nó cũng sẽ rất là khó để tiếp thu. Vậy thì mình phải phân tích được cho các khách hàng họ hiểu cái đó, là khi mà trẻ sử dụng cái sữa này nó không có ngọt bằng cái sữa ví dụ như là sữa Vinamilk hay là những cái sữa mà gọi là sữa 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 đóng hộp á, sữa đóng hộp sẵn á, thì nó sẽ tốt hơn. Nó tốt hơn cái gì thì anh phải phân tích được, thì phân tích là bằng cái việc đó anh phải đi học, anh phải đi học mấy cái đó, anh phải đi học mấy cái đó để mà anh có thể phân tích. Còn ví dụ giống như là khi mà em bắt đầu em nghiên cứu là em sẽ nói luôn là cái vị ngọt đó, nó sẽ có một cái vị là nó chỉ kiểu là ngọt thanh thôi chứ nó không có ngọt gắt giống như những cái vị sữa của mình. Thì với những cái trẻ mới uống thì đôi khi nó cũng sẽ chưa có quen cái vị, nên là trong cái giai đoạn này thì con nhớ là cố gắng là động viên bé nhiều hơn, khuyến khích hơn, có nghĩa là mình sẽ cho họ thêm những cái phương án để họ khuyến khích họ sử dụng và phân tích cho họ thấy rằng là nếu như con chuyển đổi được thì nó sẽ tốt như thế này, tốt như thế kia, tốt như thế nọ. Ví dụ một cái trường hợp tại sao bé sử dụng cái hộp sữa số 1 là bé lại sử dụng tốt và đang sử dụng rất rất là tốt, thì đó là một cái minh chứng, đó là một minh chứng. Cái thứ hai nữa là khi mà mình sử dụng những cái sữa cho bé á, thì em đã nói rồi là khi mà chuyển đổi cái sữa đó là rất là khó, rất là khó. Để mà các anh có thể chuyển đổi sữa cho họ thì khi mình tư vấn đó, cho những cái trẻ em đó, thì em nghĩ là với em là em sẽ rất là cân nhắc về cái việc là phải cho họ trước một cái quan niệm và cho họ trước luôn cả những cái kiến thức để họ chuẩn bị cái hành trang khi mà họ đổi sữa cho con của họ như thế nào, để tránh cái việc đó là mình sẽ mất khách hàng. Rồi bây giờ lỡ họ không dùng nữa rồi, đúng không ạ? Lỡ họ không dùng nữa thì không sao hết. Việc của anh bây giờ là vẫn cứ chăm sóc, vẫn cứ chăm sóc. Và mình có những cái là giống như là những cái món quà hoặc là những cái chương trình gì đó mình dành tặng cho họ để mà kéo lại, để chinh phục lại cái khách hàng đó bằng cái cách là mình vẫn giữ được những cái khách hàng đó mà không mất họ. À, có thể là những cái học trò của anh hoặc là những cái người người thân của mình họ vẫn sẽ nể anh đó, họ sẽ mua, nhưng mà cái tinh thần của họ mua là nó gượng gạo lắm, cho nên cái việc đó là bây giờ mình sẽ bù đắp lại tại vì họ đã bị giảm cái niềm tin đối với anh rồi. Tại vì cái sản phẩm sữa của anh vừa rồi, cái sản phẩm đầu tiên anh trao tay cho họ mà không đạt được cái hiệu quả và cũng không có tạo được một cái sự ấn tượng nào đối với cái sản phẩm. Vâng, đối với cái sữa ấy, thì Thúy có thể chia sẻ với anh Đoàn Hảo thế này, để mà mình từ một cái cháu bé mà có thể đổi sang sữa thì đầu tiên ấy, theo cái kinh nghiệm của Thúy ấy, thì là anh có thể cho cháu sử dụng dần, ví dụ như là đang sử dụng cái sữa cũ ấy, thì mình có thể trộn cái sữa này vào cùng cái sữa đó để uống cho nó quen dần ạ. À. Đấy, đấy là đấy. Còn Thúy thì cũng bán được cái sữa số 3. Sữa số 3 thì bây giờ là có khoảng hai khách hàng trung thành, và hai khách hàng trung thành và lại con, không phải là con bé đâu mà con học cấp 2 ấy. Cấp 2 uống cái sữa đấy thì rất là ngon và phản hồi rất là tốt, chưa chưa có một khách hàng nào phản hồi cái sữa số 3 là có vấn đề hay là táo bón hay gì cả. Thế nhưng mà nếu như mà các cháu nó nhỏ quá ấy, thì mình cho nó làm quen dần bằng cách là đang uống cái loại sữa nào ấy, thì mình có thể trộn À, thêm vào cái sữa đấy để cho nó quen mùi quen vị dần, xong rồi mình chuyển sang thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Đó, đấy là theo kinh nghiệm của mình là như vậy. ok, cảm ơn chị Dạ Thúy. rồi, Và cảm có một ơn. cái nữa em muốn chia sẻ cho anh Hảo và đặc biệt là những anh chị nào mà mình đang đi lai hàng sữa đó, thì có một cái mà con muốn chia sẻ là các anh chị hãy thử tìm hiểu về Nét Milk. Đây chính là một cái sữa gọi là sữa Là hàng sự nhập hàng nguyên một lon, gọi là à sữa nhập nguyên một một cái hộp như thế các anh chị, và nó rất là chuẩn nha.
và Vân đã có một số khách hàng sử dụng cái sản phẩm sữa của Netmilk. Và khi mà Vân học dinh dưỡng cùng với cô Anh Vũ, chắc các anh chị cũng biết cô Anh Vũ đúng không ạ? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Anh Vũ. Thì khi cô cho Vân nói, cô cho Vân học những cái kiến thức á, thì đặc biệt là những cái trẻ em mà trong 1.000 ngày đầu đời á, ngày đầu đời là từ cái lúc mà khi mà biết mang thai là 9 tháng đúng không ạ, là 270 ngày cộng với lại 1 tuổi 2 tuổi là 365 ngày, là 700 ngày và 703 cộng lại là 1.000 ngày đầu đời, nó cực kỳ quan trọng nha các anh chị, cực kỳ quan trọng. Hôm nay là Vân cho các anh chị một kiến thức rất là giá trị đó. Các anh chị nào đang bán sữa thì phải note cái này lại nè. Là gì ạ? 1.000 ngày đầu đời này nó sẽ liên quan đến cả cuộc đời của một đứa trẻ. Tại sao? Các anh chị sẽ thấy là bắt đầu là đến cái mùa chuyển mùa thì những cái bạn trong trường cùng lứa với bạn, có bạn thì bệnh, có bạn thì không bệnh. Tại vì cái đề kháng trong 1.000 ngày đầu đời nó cực kỳ quan trọng các anh chị. Và các anh chị làm sao chăm sóc cho trẻ 1.000 ngày đầu đời đó nó phải gọi là chuẩn nhất. Không cần biết là sau khi 1.000 ngày đầu đời đó nó như thế nào, nhưng 1.000 ngày đầu đời đó các anh chị phải toàn tâm toàn ý vào chăm sóc cho đứa trẻ đó. Cho một đứa trẻ được không ạ? Đó chính là những cái kiến thức mà Vân được học và Vân chia sẻ lại cho các anh chị trong cái buổi tối ngày hôm nay. Những anh chị còn ngồi lại là rất là quý nha, rất là quý mới chia sẻ cho các anh chị cái này. Là 1.000 ngày đầu đời chúng ta phải làm sao giúp cho bé có một hệ miễn dịch tốt nhất. Vậy thì để làm sao cho bé có hệ miễn dịch tốt nhất, nên là các anh chị sẽ thấy là những cái bậc phụ huynh tại sao họ lại chuộng sữa ngoại là như thế. Chuộng sữa ngoại là như thế. Mà cái Netmilk nó lại không có một cái thành phần nào không có thành phần nào gây cái sự tăng trưởng đối với đứa trẻ. Và khi mà trẻ uống những cái sữa số 1, số 2, số 3 các anh chị, thì những cái phản hồi của khách hàng của Vân á, thì cho Vân một số phản hồi rất tốt luôn nha. Điều nói một cái đó chính là gì? Là con khỏe, chơi rất là ngoan và ăn rất là ngon. Rất là ngon nha các anh chị nha. Con em dùng sữa Dr. Nutri, bé không thích bằng sữa Netmilk. Thật sự luôn là Vân đã trải nghiệm sữa Netmilk rồi các anh chị. Nó giống như sữa mẹ vậy các anh chị. Nó cũng tanh giống như sữa mẹ các anh chị. Cái mùi vị nó ý hệt luôn. Vân đã dùng rồi nha. Thì mình người lớn mình sẽ không quen, nhưng mà trẻ em rất thích. Trẻ em rất thích cái mùi đó các anh chị. Rồi ok. Cái đó là phần chia sẻ cuối cùng trong cái buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ là chúng ta đã ngồi với nhau là coi như là 2 tiếng rưỡi rồi các anh chị, gần 2 tiếng rưỡi rồi ha. Xin chúc anh Hảo mình sẽ chuẩn chỉnh hơn về cái kiến thức của mình, và mình sẽ giữ được những cái mối quan hệ của mình trong những cái trường hợp vừa rồi ha. Hãy làm giống y hệt như Vân đi, không sao hết, Vân đảm bảo là anh sẽ không mất những cái người thân và những cái khách hàng đó đâu ha. Ok ha. Rồi lời cuối cùng đó là xin cảm ơn chị mentor một sao Kim Thúy đã đồng hành với tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Và hy vọng rằng nội dung của Vân và chị Thúy đâu đó sẽ giúp cho các anh chị trong cái lộ trình các anh chị đi kinh doanh. Trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ bán được hàng nhiều hơn, chúng ta sẽ chốt đơn được nhiều hơn.